Hồi 186 tiểu bảo trùng hồi viện lệ xuân, Lương Ngọc Kiều hát xong, một ca kỳ khác tiến vào. Người này lối 34, 35 tuổi, cử chỉ thuần nhã, giọng ca thánh thoát. Gặp những câu khúc chiết vi diệu, tiếng hát càng thanh thoát, lên bổng xuống trầm, biến hóa vô cùng. Thị hát khúc, vọng hải chiều, của tần quan, đầy trời như đầu, một cõi mênh mông sông giáp biển, dương châu ao giếng chẳng còn đâu hoa nở đầy đường oanh hót líu lo vui giả khách, mười dặm rèm trâu gió thoảng qua. Bài từ ca này à ca kỹ hát rất hay, nhưng vi tiểu bảo lại cực kỳ chán ngán. Gã không nhịn được, mở miệng ngáp dài, khúc vọng hải chiều mới hả chưa được phân nửa. Ngô Chí Vinh rất tinh ý biết là vi tiểu bảo không muốn nghe nữa, vội vẫy cho à ca kỹ dừng lại. Thị thi lễ rồi rút lui, Ngô Chí Vinh tươi cười hỏi, vi đại nhân, hai ả à ca viễn này đều là danh ca nổi tiếng ở thành Dương Châu. Chúng lại hát toàn khúc mô tả cảnh phồn hoa ở đất Dương Châu. Không hiểu đại nhân nghe thế nào, nguyên hắn thấy nói khân sai đại nhân muốn thiết lập hành viên ở chùa thiền trí liền tưởng gã là kẻ sĩ phong nhã, nên đã lựa những khúc hát nổi tiếng về thi từ. Ngờ đâu vi tiểu bảo nghe những khúc hát này chẳng khác đàn gầy tai trâu. Chỗ sở thích của gã phải là một thiếu nữ xinh đẹp, hay là hát những tiểu khúc phong lưu nhàn nhã. Ba là tiếng hát phải lẳng lơ phóng đãng. Ngày trước Trần Viên Viên đã có tấm dung nhan đổ nước nghiêng thành, mụ lại vừa hát vừa giải thích, gã mới nghe được hết bài, Viên Viên khúc. Bây giờ gã thấy hai ả à, ca kỹ này nhan sắc tầm thường, vẻ mặt lại ngớ ngẩn. Khúc hát gã chẳng hiểu gì, nên chán quá mà phải ngáp dài. Như vậy cũng đã là lịch sự lắm rồi. Gã nghe Ngô Chí Vinh hỏi vậy liền đáp, cũng được, cũng được, nhưng già mất một chút những món đồ cũ kỹ không hợp với mùi vị tiểu đề ngô Chí vinh nói giả dạ, giả dạ, đỗ mục chi là người nhà đường còn tần thiếu du là người nhà tống quả nhiên là những nhân vật quá xưa rồi hắn dừng lại một chút rồi nói tiếp hiện tại có một bài thơ mới do thi nhân tân tiến làm ra thi nhân này tên gọi cha thận hành nổi tiếng chưa bao lâu y làm thơ tả mùi phong vẩn của cô gái nhà nông ở dương châu lời thơ đã mới tứ thơ còn mới hơn y dứt lời liền giơ tay ra hiệu cho kẻ trầu hầu truyền lệnh ra ngoài. Chỉ trong nháy mắt, lại một ả danh kỹ tiến vào. Vì tiểu bảo nói những món hàng cũ kỹ là trò vào ả à ca kỹ, Ngô Chí Vinh không hiểu lại tưởng gã chê khúc hát xưa quá rồi. Vì tiểu bảo chẳng hiểu đỗ mục chi, tần thiếu du là ai, gã theo Ngô Chí Vinh nói đến những cô gái nhà nông xinh đẹp ở thành Dương Châu lại khoe những gì mới mẻ thì nghĩ bụng đã có những cô tôn nữ phong lưu lại mới mẻ ở đất dương châu thì ta thử coi xem thế nào cũng chẳng hề gì à ca kỳ tiến vào hoa bằng vì tiểu bảo không ngó đến còn khá gã vừa trông thấy ả bất giác lửa giận trong lòng nổi lên những muốn phát tác ngay nguyên ả ca kỹ này tuy chưa tới năm chục tuổi nhưng cũng ngoài bốn mươi món tóc mai đã đốm bạc trên trán nhiều vết nhăn gã thích cặp mắt lớn thì mắt ả này nhỏ tí hí cái miệng cần nhỏ lại thì lại rộng hoác à ca kỹ ôm lấy cây tì bà. Vì tiểu bảo ngó thấy càng tức giận hơn, gã lầm bầm, con mụ này cũng học đòi làm trầm viên viên ư. Bỗng nghe tiếng đàn nổi lên khác nào ngọc đổ châu reo. Tiếng hát trong trẻo du dương thật lọt tai, sông hoài một dải xanh xanh ngoài thành ẩn hiện mái danh mấy nhà người không đờ lụa lượt là quần xanh tha thướt mặn mà kém ai. Tiếng hát đã thanh nhã lại phổ vào tiếng tỳ bà có lúc như nước chảy róc rách có khi như tiếng nhạc xôn xao. Nhất là câu, quần xanh tha thướt mặn mà kém ai, tiếng tỷ bà thoang thoảng như có như không. Các quan đều cảm thấy tinh thần thư thái, người thì nhắm mắt ngưng thần, người thì gật gù đầu. Tiếng tỷ bà vừa dứt các quan không nhịn được cất tiếng hoan hô. Quan tuần phủ nói lời văn đã hay, khúc hát cũng hay, tiếng tỷ bà càng hay hơn nữa. Thật là con người áo vải quần sùi cũng không giấu được vẻ thiên hương quốc sắc đúng là công phu vào bậc nhất. Vì tiểu bảo đằng hắng một tiếng rồi hỏi người có biết hát khúc thập bát Ngô không? Thử hát một khúc nghe chơi. Các quan nghe vi tiểu bảo nói vậy đều cả kinh thất sắc. À ca kỹ lại càng tái mặt. Đột nhiên hay hàng lệ châu tầm tã tuôn rơi. Thị chờ gót quay ra ngoài, bỗng nghe đánh chát một tiếng, cây đàn tỳ bà rớt xuống đất. À ca kỹ cũng không lượm lên nữa, tiếp tục chạy đi. Vì tiểu bảo nổi lên chàng cười ha hà nói, ngươi không biết hát ta cũng không phạt ngươi, hà tất phải sợ hãi như vậy. Thập bát mô là những khúc hát phạt cực kỳ dâm đáng. Khúc hát này nói về sờ soạng vào 18 chỗ trên người đàn bà. Mỗi lần sờ chỗ nào đều có những câu để hình dung chỗ đó. Các quan tuy đều đã nghe qua, nhưng ở nơi thịnh yến thanh nhã này chẳng thể công nhiên nhắc tới được, vì khúc hát này làm điếm nhục quan trâm ả à, ca kỹ ôm đàn tỳ bà kiên nổi danh dương châu đã lâu ngày chẳng những thị ngâm thơ rất hay mà còn tự mình làm ra thơ được trước nay thị chỉ hát mướn lấy tiền chứ không bán mình tiếng tăm thị đồn đại xa gần những khách công hầu cùng phú thương ở dương châu muốn gặp diêm thị cũng không được vì tiểu bảo hỏi câu đó là một điều sỉ nhục cho thị viên bố tránh khe nói vì đại nhân muốn nghe những khúc hát vặt thì rồi chúng ta sẽ có cơ hội tìm người hát nghe chơi vì tiểu bảo đã cả những khúc hát thập bát mô mà mụ điếm già này cũng không biết hát thì thật là kém quá mai mốt tiểu đệ mời đại nhân đến lệ xuân viện ở phường minh ngọc chơi những con nhỏ bên đó hát nhiều khúc hay lắm gã nói câu này ra cửa miệng liền biết ngay có điều không ổn miệng lẩm bẩm ta không thể mời y đến lệ xuân viện được ở dương châu rất nhiều y kỹ viện chín viện lớn chín viện nhỏ bất cứ viện nào tới chơi cũng được gã vừa cầm trung lên đã cười nói uống rượu đã uống rượu đã, các quan văn nghe vi tiểu bảo nói những điều thô tục ra chiều bẽn lẽn, liền nâng chung rượu lên uống. Họ lờ đi như không nghe tiếng, các võ tướng trái lại vẻ mặt rất hân hoan, chúng cảm thấy có chỗ đồng đạo với khâm sai đại nhân. Giữa lúc ấy, bỗng thấy một tên sai dịch cúi đầu đi ra khỏi hoa bằng. Vi tiểu bảo nhìn sau lưng gã rất quen thuộc mà không hiểu là ai. Sau tên sai dịch kia không trở vào hoa bằng nữa rồi gã cũng quên đi các quan lại ngồi uống thêm mấy chung rượu, vì tiểu bảo phải ngồi tiếp bọn quan văn rất vô vị lạt lẽo. Gã không được coi tuồng hát bội hay đánh bạc thì chẳng còn gì thú nữa. Trong đầu óc gã chỉ tưởng tượng những khúc thập bát ngô. Gã lẩm bẩm một ta sờ, hai ta sờ, sờ đến đầu tóc của thư thư. Sau gã không nhẫn nại được nữa, liền đứng dậy nói, tiểu đệ say rượu rồi. Vậy xin cáo từ, gã chắp tay nhìn quan tuần phủ, quan bố tránh, quan án sát là những vị quan lớn, thi lễ rồi cất bước ra. Các quan đều ra khỏi hoa bằng tiễn chân gã lên kiệu. Vì tiểu bảo trở về hành viên dặn bọn thân binh là mình cần nghỉ ngơi, bất luận ai đến nhất thiết đều ngăn lại đừng cho vào. Vì tiểu bảo vào phòng thay đồ, mặc quần áo rách dưới. Bộ quần áo này song nhi đã ra chợ từ mấy bữa trước mua về xé toạc mấy chỗ lại di xuống đất và bôi dầu mở vào cho lem luốc, hôi háng. Cả mũ giày cho chí sợi dây dóc tóc cũng đều đùng đồ cũ kỹ, rách nát. Gã lại vốc than trong lò bóp vào bát nước để bôi lên mặt cho nhỏ nhem. Gã soi gương quả thấy mình giống một thằng nhỏ ở lệ xuân viện. Song nhi trầu trực cho gã thay quần áo bất giác bật cười hỏi, "Thưa tướng công, trong vở tuồng, khâm sai đại nhân bao long đồ cải dạng điều tra, họ cũng ăn mặc thế này hay sao?" Vì tiểu bảo đáp, đại khái là như vậy có điều bao lòng đổ nước ra đen nhẻm không cần phải chát cho than lên mặt nữa. Song Nhi hỏi, Nô Tì theo tướng công nên chăng? Tướng công đi một mình e xảy chuyện gì bất chắc, không có người bảo vệ. Vì Tiểu Bảo cười đáp, ta đến chỗ này những cô bé xinh đẹp không thể tới được. Gã nói rồi hát ngao, một ta sờ, hai ta sờ, sờ đến khuôn mặt trái xoan của Song Nhi. Gã vừa hát vừa đưa tay ra sờ mặt thì Song Nhi thẹn đỏ mặt lên cười hì hì lạ người né tránh. Vì tiểu bảo nhét vào bọc một tập ngân phiếu, lại lấy một nắm bạc vụt đem theo. Gã bắt xong nhi lại khẽ hôn vào má thị một cái rồi chuồn ra cửa sau. Tên thân binh gác cửa quát hỏi, làm gì thế này, vì tiểu bảo đáp ta là con của bà họ Hà và là muội phu của biểu ca. Ta làm gì mặc ta, người hỏi làm chi, tên thân binh trưng hừng. Hắn còn đang nhầm tính họ hàng thân thích của đối phương thì vi tiểu bảo đã ra khỏi cửa rồi vì tiểu bảo thuộc huyết đường lớn hẻm nhỏ trong thành Dương Châu, tưởng chừng nhắm mắt cũng không lạc lối. Chẳng bao lâu gã đã tới phường Minh Ngọc ở bờ Tây Hồ. Tài gã nghe văng vẳng tiếng đàn tiếng sáo từ phía trong vọng ra. Tiếng đàn xen lẫn tiếng hát sướng, cười đùa, quát tháo, hợp lại thành khúc nhạc rất lọt tai vi tiểu bào. Gã tưởng khúc nhạc này còn hay hơn cả khúc quân thiểu trên thế giới. Bất giác gã khoan khoái vô cùng. Vì tiểu bảo đi tới ngoài viện lệ xuân thì thấy môn đình vẫn nguyên như trước. Ngày nay so với lúc ra đi năm xưa chẳng có chi khác lạ. Gã chạy lén đến bên viện, mở cánh cửa ngách chuồn vào trong. Vì tiểu bảo nghĩ tới chuyến này mình đi cốt gặp riêng một mình mẫu thân để đưa cho bà tập ngân phiếu, rồi sẽ sai thân minh đưa về Bắc Kinh. Gã cũng tính chuyện thường cho từ mụ giàu đến các kỹ nữ cùng kẻ hầu người hạ mỗi tên một hai trăm lạc bạc sau khi xử sự một cách rộng rãi sẽ qua bên viện quỳnh hoa ở giáp vách để nghe hát và đánh bạc gã nhón gót đi tới ngoài phòng của mẫu thân liếc mắt vào chẳng thấy một ai biết là mẫu thân đang bận tiếp khách bất giác gã lẩm bẩm con mẹ nó không biết thằng ôn nào đang nhân tình với má má để làm bố hờ ta gã tiến vào trong phòng thấy chăn đệm trên giường còn y nguyên là những đồ vật ngày trước có điều đã cũ hơn và rách hơn nhiều gã nghĩ bụng xem chừng cách làm ăn của má má không còn hưng thịnh nữa, vậy những bố hờ ta cũng không có nhiều. Gã ngảnh đầu sang bên vẫn thấy cái giường nhỏ của gã ngày trước còn để nguyên đó. Trước giường đặt một đôi giày cũ, chăn đệm trên giường giặt rũ rất sạch sẽ, vì tiểu bảo tiến lại ngồi xuống giường, thấy tâm áo dài bằng vải xanh của gã gấp vuông vắn để trong góc giường. Trong lòng có điều hối hận, gã tự nhủ, má má vẫn chờ ta trở về, tổ bà nó lão gia ở Bắc Kinh sống một cuộc đời sung sướng mà không biết sai người về đưa tiền cho ma má, má, thì ra lão gia chẳng nhớ gì đến mẹ, gã nằm ghé xuống trên giường để chờ mẫu thân trở về. Theo quy củ trong kỹ viện thì những khách làng chơi ngủ lại đã có những phòng rộng rãi, cách thiết trần hoa lệ, chăn gấm đệm thuê. Các kỹ nữ có phòng nhỏ cho riêng mình, nhưng những phòng này rất hủ lậu. Những gã kỹ nữ nhỏ tuổi xinh đẹp thì phòng riêng còn khá hơn. Mẫu thân vi tiểu bảo vừa lớn tuổi rất ít khách hàng, dĩ nhiên chủ chứa đối đãi với bà rẻ rúng hơn nhiều. Gian phòng của mẫu thân vi tiểu bảo sơ sài quá, ván vách rất mỏng. Gã nằm một lúc bỗng nghe sang phòng bên có người lớn tiếng quát mắng. Đúng là tiếng chủ chứa, lão nương mất bao nhiêu tiền bạc mua mi đem về, mà mi nay chối mai chối, không chịu tiếp khách. Hừ hừ, thế thì ta mua mi về làm tượng quan thế âm Bồ Tát để thờ phụng mi chăng? tụi bay đánh nó róc xác ra thử xem nó có còn từ chối được không tiếp theo là tiếng roi quật xuống da thịt đen đét tiếng rên la tiếng khóc kêu gào tiếng thóa mạ loạn xạ ngồng những thanh âm này vi tiểu bào đã từng nghe quen từ tuổi nhỏ biết ngay là mụ mới mua được cô gái nhỏ tuổi về bắt cô tiếp khách nhưng cô không chịu nên bị đánh đòn đó là chuyện rất tầm thường chẳng có chi là lạ với gã cô nào mà không chịu tiếp khách còn phải chịu nhiều đau đớn nào kim đâm vào móng tay, nào sắt nung áp vào da thịt đều được sử dụng. Trong kỹ viện chẳng thể nào tránh khỏi thứ thanh âm dùng rợn này. Có điều vi tiểu bảo ra đi lâu ngày, bây giờ lại nghe thấy, gã có cảm giác như đang ôn lại những giấc mộng cũ, chứ không nghĩ tới tiểu cô nương kia thật đáng tội nghiệp. Tiểu cô nương rất đổi quật cường, cô la lớn, người đánh chết ta đi càng hay, chẳng thà ta chết chứ không chịu tiếp khách, ta đập đầu tự tử cho ngươi coi mụ chủ tiếp tục quát bọn tôi đòi đánh đập mà vị tiểu cô nương Thủy chung vẫn không chịu khuất phục, chúng đánh thêm hai, ba chục roi nữa rồi một tên gia nô nói, bữa nay hãy tạm dừng tay không đánh nữa, để đến mai sẽ liệu. Mụ chủ hàn học nói, khiêng con tiện nhân này ra ngoài kia, bọn nô tỳ dìu cô bé ra ngoài, sau một lát chúng trở vào phòng, mụ chủ dặn, con tiện nhân đó dùng cương không được thi phải dùng nhu. Các người cho thị uống mê xuân tửu một tên nô tỳ hỏi y không chịu uống thì sao mụ gắt lên ngu quá ngươi hòa vào canh là được tên nô tỳ đáp dạ dạ thất thư cây ấy hay quá vì tiểu bảo dán mắt vào kẽ vách ngó sang thấy mụ chủ mở tủ lấy bình rượu rót một chung đưa cho à nô tỳ và bảo thì gọi xuân phương ra bồi rượu cho hai vị công tử đó họ có nhiệt tiền lắm đấy họ nói là đến viện ta ở trọ để tìm chờ bạn những con mỏng béo này mà không ưng Xuân Phương thì lát nữa ta sẽ bảo chúng hãy thủng thẳng chờ ta đánh bẫy con tiểu tiện nhân này. Gặp vận may thì lấy của chúng ba bốn trăm lạng bạc chẳng có chi là khó. Nô tỳ cười đá công hỷ thất thư được dịp phát tài, tiểu tỳ cũng nhờ phước của thất thư để có chút trả nợ đánh bạc. Mụ chủ mắng thị, làm ăn cực nhọc mới kiếm được vài lạng bạc, mà đem cúng vào chỗ ba mươi hai quân bài hết. Vụ này ngươi làm không trôi thì coi chừng ta sẽ xẻo tay ngươi đi đó vì tiểu bảo biết mê xuân tửu là một thứ rượu thuốc hễ ai uống vào là mê chẳng còn biết gì nữa ở các kỹ viện thường dùng thứ rượu này để làm cho các cô gái không chịu tiếp khách mê đi ban đầu đắc nghe mê xuân tửu lấy làm kỳ lạ bây giờ gã hiểu là thứ thuốc mê bò vào rượu thì lại thành chuyện tâm thương quá gã tự nhủ bữa nay bố hờ ta là hai tên công tử nhỏ tuổi ư hình thù chúng thế nào ta muốn coi cho biết vì tiểu bảo rón rén lần mò tới ngoài phòng cam lộ xanh gã đứng trên cái đôn đá dòm vào. Cam lộ sảnh là căn phòng chuyên để tiếp đãi các khách thương hào phú. Ngày trước gã ở lệ xuân viện mỗi khi có khách đến thưởng thức là gã lại ra đứng trên đôn đá dòm trộm. Chỗ này khen cửa rộng đặc biệt, ở ngoài dòm vào rõ mồn một. Trong nhà, khách ngồi tranh trách một bên không ngó thấy bóng người ở ngoài. Vì tiểu bảo ngày trước đã dòm trộm không biết đến mấy trăm lần mà chưa từng ai bắt gặp trong sảnh đường ngọn nến hồng cao thấp sáng trưng vi tiểu bảo nhìn thấy mẫu thân mặt chắc một lớp phấn dày, mình mặc tấm áo đoạn màu hồng đẹp nhất. Đầu cài một bông hồng, mụ đang tươi cười rót rượu mời khách, vi tiểu bảo nhìn kỹ mẫu thân, bất giác than thầm, má má ta dạo này già đi nhiều, làm nghề này chẳng được bao lâu nữa. Chắc chỉ có hai tên ôn vật kia đuôi mắt mới kêu người ra bồi tiếp. Má má ta ca những câu hát vặt nghe cũng chẳng bùi tay chút nào giả tỷ ta là khách làng chơi và người không phải là má má ta thì có các ba ngàn lạng bạc ta cũng chẳng chịu cho người bồi tiếp bỗng nghe mẫu thân cười nói mời hai vị công tử uống chung rượu này tiện thiếp xin hát khúc tương tư ngũ canh điệu để hai vị hãm rượu vì tiểu bảo ngấm ngầm thở dài lẩm bẩm đến những câu hát vặt má má cũng không biết mấy nếu người chẳng hát khúc tương tư ngũ canh điệu thì lại cho ra khúc nhất căn từ chi trực miêu miêu cùng lắm đến câu nhất bà phiến tử thập thốn trưởng nhất nhân phiến phong nhị nhân lương người làm gái điếm mà cũng chẳng dụng công học nhiều câu hát vặt đoạn gã nghĩ tới mình suýt bật cười gã tự nhủ té ra ta không chịu dụng tâm học võ công là tự tính lười biếng của má má truyền lại bỗng nghe thanh âm trong trèo cất lên không cần đâu ba tiếng này vừa lọt vào tai vi tiểu bảo đã khiến gã chấn động tâm can suýt nữa gã không đứng vững được ở trên thạch đôn vì tiểu bảo từ từ liếc mắt nhìn vào thấy bàn tay ngọc nhỏ bé đưa ra ngáng chung rượu. Gã ngó theo tay áo lên trên bộ mặt xinh đẹp, người này ngồi nghiêng, gã chỉ nhìn thấy nửa mặt đã nhận ra là A Kha. Chống ngực đánh thình thình, vì tiểu bảo vừa ngạc nhiên vừa mừng thầm, cơ hồ không kiềm chế được. Gã tự hỏi sao A Kha lại tới Dương Châu, nàng vào lệ xuân viện kêu má má ta bồi rượu là có dụng ý gì? Nàng cải nam trang tới đây sao chẳng kêu ai? lại kêu má má mình nhất định nàng nghĩ tới ta rồi té ra nàng còn có lương tâm nhớ tới người chồng đã thành hôn ha ha tuyệt diệu thật là tuyệt diệu bữa nay vợ chồng mình đoàn tụ khi động phòng hoa chúc ta sẽ ôm nàng gọn trong lòng vì tiểu bảo còn đang khoan khoái với ý nghĩ mê ly thì đột nhiên nghe tiếng đàn ông cất lên ngô hiền để khoan rồi hãy uống cũng được chúng ta chờ mấy vị bạn hữu người mông cổ tới đã vì tiểu bảo nghe câu này không khỏi ù tai, biết là cơ sự nguy rồi. Gã tưởng chừng trời đất xoay chuyển, không nhìn thấy gì nữa. Gã phải nhắm mắt một lúc mới chấn tỉnh tâm thần lại được. Gã mở mắt ra coi, chàng thiếu niên ngồi bên A Kha chẳng phải nhị công tử trịnh khắc sàng ở Đài Loan thì còn là ai nữa. Vì Xuân Phương cười hỏi, tiểu tướng công không uống rượu thì đại tướng công uống thêm một chung nữa. Mụ nói rồi rót rượu vào chung cho trịnh khắc sàng mụ lại đặt đít ngồi vào lòng hắn. a kha la lên. ô hay, người hãy đừng đắn một chút. vì xuân phương cười hỏi. ái chà, tiểu tướng công gương mặt còn non trệt, chắc chưa quen nhìn thấy cảnh này. từ nay chờ đi hàng ngày tiểu tướng công đến đây chơi, tiện thiếp chỉ lo mai mốt tiểu tướng công còn chê người ta là không đủ vẻ phong tình. tiểu tướng công ơi, tiện thiếp kêu một vị tiểu cô nương ra bồi tiếp tiểu tướng công nên chăng? a kha gạt đi. không không, ta không thích cô ngồi sang một bên, vì xuân phương cười nói: chào ôi, tiểu tướng công ăn phải giấm chua rồi, phải chăng tiểu tướng công bực mình vì tiện thiếp không bồi tiếp tiểu tướng công? Ngụ vừa nói vừa đứng lên, toàn ghé đít ngồi vào lòng a kha, vì tiểu bảo thấy thế vừa tức giận vừa buồn cười, nghĩ bụng trong thiên hạ sao lắm chuyện kỳ, cô vợ mình lại đến ở má má mình, bỗng thấy a kha đưa tay đẩy mạnh một cái, vì xuân phương đứng không vững, ngã ngồi xuống đất vì tiểu bảo tức giận lầm bẩm con điếm non kia, mi đẩy té mẹ chồng, thật là vô pháp vô thiên, vì Xuân Phương vẫn không nổi nóng, cười hì hì đứng lên hỏi, tiểu tướng công không chịu, vậy sang ngồi vào lòng tiện thiếp được không? A à, Kha sáng giọng đáp, không được, cô quay sang nhìn trịnh khắc sảng nói, tiểu đệ muốn đi đây, sao không tìm chỗ nào hội diện, mà cứ nhất định chỗ này? Trịnh khắc sảng đáp, anh em đã hẹn nhau tới đây, chưa gặp mặt thì không đi được. Tiểu huynh không ngờ trong này lắm chuyện thối tha. Gã quay sang Vi Xuân Phương. Này này, cô hãy nghiêm chỉnh một chút. Hồi 187 mẹ ngủ say con dấu xiên y. Vì tiểu bảo càng nghĩ càng giận. Mắng thầm. Ngày trước ở trên sông Liễu Giang thuộc tỉnh Quảng Tây. Mi năn nỉ lão ra buông tha cái mạng chó má. Mi đã tuyên lời trọng thể, chẳng bao giờ dám nói với ta nữa lời. Thế mà bữa nay ngươi cùng đi với nàng đến chim má má ta mi trêu cợt má má ta chẳng kể làm chi nhưng còn nói với vợ ta không biết mấy ngàn mấy vạn câu rồi hôm ấy lão gia không xẻo lưỡi mi đi quả là thất sách vì xuân phương phấn khởi tinh thần giang tay ra ôm cổ trịnh khắc sảng trịnh khắc sảng đầu mụ ra nói cô hãy ra ngoài kia để anh em ta nói chuyện với nhau khi nào kêu cô hãy vào vì xuân phương không sao được đành lui ra khỏi sảnh đường trịnh khắc sảng khẽ nói kha muội không nín nhịn được điều nhỏ nhặt thì hư việc lớn vậy muốn thành đại sự chúng ta cần nhẫn nại một chút a à, kha hỏi anh chàng cát nhĩ đan vương tù chẳng phải là hảo nhân sao hắn lại hẹn chúng ta đến đây tụ hội vì tiểu bảo nghe đến năm chữ cát nhĩ đan vương tử không khỏi lẩm bẩm quân khốn kiếp mông cổ cũng đến đây hay lắm hay lắm chắc bọn chúng bản mưu tạo phản lão ra điều binh khiển tướng quăng một mẻ lưới bắt cho kỳ hết lại nghe trịnh khắc sảng nói mấy bữa nay thành dương châu họ kiểm sát gắt gao trong các lữ điếm khách sạn nếu không phải khách quen tất bị bọn nha dịch hỏi lui hỏi tới bất hạnh bọn mình để lộ hình tích thì nguy hiểm vô cùng chỉ có các kỹ viện là bọn công sai không đến rắc rối chúng ta ở trọ ở đây yên ổn hơn nhiều ta cùng muội muội thì không sao nhưng bọn các nhĩ đan vương tử toàn là người mông cổ khiến cho bọn chúng rất dễ để ý hắn ngừng lại một chút rồi nói hơn nữa kha muội đẹp như thiên tiên nếu ở khách sạn tất hết thầy mọi người ở dương châu kéo đến coi mặt chẳng sớm thì muộn tất cũng xảy ra chuyện lôi thôi a à, kha cười nụ đá tiểu muội không muốn ca ca lẻm mép nịnh đầm trịnh khắc sảng giang tay trái ôm lấy vai cô và khẽ hôn vào khóe mắt cô hắn cười nói sao kha muội lại bảo ta lẻm mép nịnh đầm chắc là trên thiên cung cũng có người xinh đẹp la kha muội khiến cho những ông lữ thuần dương thiết lý quải gì đó không xuống phàm trần nữa. các vị thần tiên ở lại trên đời để mà ngắm nhìn món bửu bối của ta. a kha bật tiếng cười khúc khích cúi đầu xuống, nhưng chắc cô nghe hắn định hót trong lòng cũng khoan khoái, vì tiểu bảo lửa giận ngất trời cơ hồ không kiềm chế nổi. gã đưa tay sờ vào chui dao trùy thủ muốn xông vào đâm chết tình địch, nhưng gã tự nhủ thằng lòi này võ công cao cường hơn ta, a kha lại về phe với hắn ta mà song vào thì đôi gian phu dâm phụ này nhất định mưu sát thân phu. Muốn làm hạ người nào trong thiên hạ cũng được, nhưng ta quyết không làm võ đại lang, anh trai võ tổng trong chuyện thủy hữu bị vợ cùng gian phu giết chết. Gã cô nén giận, nhắm mắt lại không nhìn đến đôi trai gái trong phòng âu yếm nhau nữa. Lại nghe A Kha cất tiếng nõn nà, ca ca ơi, vụ này, vì tiểu bảo lại tức ói máu, lẩm bẩm thoá mà, con mẹ nó. Quân mặt dày leo lẻo cái mồm gọi một điều ca ca hai điều ca ca mà không biết thẹn nửa câu dưới a kha nói rất khẽ vì tiểu bảo không nghe rõ trịnh khắc sảng lại lên tiếng hắn ở ngoài ánh sáng mà chúng ta ở trong bóng tối bọn thủ hạ của cát nhĩ đan đều là những tay võ sĩ rất lợi hại kha muội hãy trông vào ta chuyến này thế nào chúng ta cũng đâm thủng ruột hắn a kha nói thằng cha đó khinh người thái quá Mối thù này mà không trả được thì tiểu muội suốt đời căm tức. Cô dừng lại một chút rồi tiếp, ca ca cũng biết đó, tiểu muội không muốn nhìn nhận ra ra, nhưng vì lão nhân gia nhận lời báo thù cho tiểu muội, đã phái 16 tay cao thủ võ công cùng đi với tiểu muội. Vì thế tiểu muội nhìn nhận lão nhân gia, vì tiểu bảo lẩm bẩm, ai đã đắc tội với cô, cô muốn báo thù sao không bảo với chồng cô một tiếng? chồng cô làm việc gì chẳng được mà lại phải nhìn nhận tên hán gian mô tam quế làm ra ra. Lại nghe trịnh khắc sảng đáp muốn giết chết hắn thì chẳng khó gì, nhưng bọn quan binh thác đát đề phòng rất nghiêm mật. Giết hắn rồi muốn rút lui một cách bình yên thật không phải chuyện dễ dàng. Chúng ta cần thương nghị để tìm kế hoạch vạn toàn rồi sẽ hạ thù. A Kha nói, ra ra hứa lời với tiểu muội lão nhân gia định giấy binh tấn công bọn thác đát mà hắn là người làm trở ngại rất lớn cho công cuộc này lão nhân gia dặn đi dặn lại tiểu muội đừng nói cho má má hay nên tiểu muội mới đoán lão nhân gia còn có tư tâm trịnh khắc sảng hỏi kha muội đã nói chuyện cho má má biết chưa a kha lắc đầu đáp không có đâu vụ này càng được giữ kín càng hay không chừng má má mà biết rõ cơ mưu người sẽ tìm cách cản trở khi ấy tiểu muội cưỡng lời má má là không phải đạo chi bằng tiểu muội không nói cho má má hay là xong. Vì tiểu bảo tự hỏi cô này định giết ai? Sao người đó lại làm cản trở cuộc hương binh tạo phản của ngô tam quế? Lại nghe trịnh khắc sảng nói mấy bữa nay dò xét tình hình xuất nhập của hắn thì cách phòng vệ thực là nghiêm mật. Muốn đến gần hắn rất khó khăn. Ta nghĩ lời nghĩ tới thì thằng cha đó là phường hiếu sắc. Nếu được người trá hình ca kỹ ở Dương Châu mới có thể kề cận hắn được vì tiểu bảo tự hỏi phường hiếu sắc ư phải chăng hắn trò vào phủ đài hay là quan đề đốc a kha nhõng nhẽo đáp chỉ có tiểu muội cùng sư tỷ là trá hình được nhưng giả làm hạng đàn bà đê tiện này tiểu muội không chịu đâu vậy thì tìm cách hạ độc ta bỏ tiền ra mua chuộc bọn nhà bếp để chúng pha độc dược vào rượu cho hắn uống a kha hầm hực đáp đánh thuốc độc cho hắn chết thì tiểu muội không hả lòng căm tức tiểu muội muốn vặn chật tay hắn nhất là xẻo cái đầu lưỡi để trừng trị hắn về tội đã buông lời hỗn xược với chúng ta. Tên tiểu quỷ đó, tiểu muội căm hận vô cùng, vì tiểu bảo nghe tới đây đầu óc choáng váng cơ hồ ngất đi. Miệng gã không ngớt lầm bầm, té ra con dâm phụ này định mưu sát thân phu. Gã đã biết A Kha một lòng một dạ trung tình với trịnh khắc sàng có điều không ngờ cô căm hận gã đến thế. Gã tự hỏi, ta có điều gì đắc tội với thị đâu? Mối hoài nghi của vi tiểu bảo liền được giải thích ngay gã nghe trịnh khắc sảng nói kha muội thằng lòi đó say mê kha muội đến điên đảo thần hồn thủy trung chẳng bao giờ hắn dám mảy may đắc tội với kha muội ta biết rõ kha muội muốn giết chết hắn thực ra là để rửa hận cho ta mối tình tha thiết của kha muội vĩnh viễn không lúc nào ta quên được ta chẳng biết làm cách gì để đền đáp cho khỏi phụ mối ân tình này A Kha cất giọng ôn nhu đáp, hắn khinh khi tiểu muội mười phần cũng không đáng hận bằng hắn làm nhục ca ca một phần. Dù cho hắn đánh đập hay chửi mắng tiểu muội đến thế nào, thì tiểu muội cũng vì nề mặt sư phụ mà bỏ qua được. Nhưng hắn đối với ca ca cực kỳ vô lễ, mấy lần sau lại càng hỗn xược. Hễ tiểu muội nghĩ đến là lại hận mình chẳng thể băm vằm hắn ra làm muôn đoạn ngay tức khắc. Trịnh khắc sảng đắm đuối nhìn A Kha hỏi, Kha muội ơi! bây giờ ta muốn đền đáp Kha muội ngay được không? Rồi hắn quảng tay ôm lấy A Kha khiến cô bẽn lén chúi đầu vào lòng hắn. Vì tiểu bảo trong lòng rối loạn không biết làm thế nào. Đột nhiên đầu hắn bị giật ngửa về phía sau. Có người cầm lấy bím tóc gã mà kéo. Vì tiểu bảo giật mình kinh hãi, thì tay gã cũng bị người nắm lấy. Gã toàn cất tiếng hỏi thì một thanh âm rất quen thuộc nói khẽ vào tai. Thằng chó con này, hãy đi theo ta. Câu, thằng chó con này, bình sinh gã nghe được không biết đến mấy trăm ngàn lần rồi gã không ngần ngại gì nữa díu díu đi ngay bàn tay lôi bím tóc và thủ pháo kéo vai vi tiểu bảo rất đỗi quen thuộc khiến gã vừa phát giác đã nhận ra người đó chính là vi xuân phương mẫu thân mình hai người vào phòng vi xuân phương đóng cửa lại rồi buông bím tóc và tai vi tiểu bảo ra vi tiểu bảo la gọi má má hải nhi hải nhi đã về đây vì Xuân Phương ngưng thần nhìn gã hồi lâu rồi đột nhiên ôm gã vào lòng mà khóc nức nở. Vì Tiểu Bảo cười hỏi, Hải Nhi về thăm má má, sao má má lại khóc? Vì Xuân Phương nghẹn ngào nói, thằng chó con này, mày đi chết đâu lâu thế? Ta tìm kiếm khắp nội thành ngoại phủ Dương Châu mà chẳng thấy đâu. Ta cầu thần bái Phật chẳng biết bao nhiêu lần, dập đầu không biết bao nhiêu phen. Tiểu Bảo ngoan ngoãn của ta ơi, này con lại về bên má má ư. Vì tiểu bảo cười đáp, Hải Nhi không còn là đứa con nít, vậy có đi đây đó chơi bời, má má bất tất phải quan tâm. Vì Xuân Phương nước mắt đầm đìa, dưới ánh đèn sáng, mụ thấy cậu con người cao hơn trước, thân thể cũng to lớn hơn nhiều, mụ rất hoan hỉ trong lòng, nhưng vì cảm xúc quá độ không cầm được giọt lệ, lại khóc sướt mướt. Mụ vừa khóc vừa hỏi, thằng chó con này, mi có đi đâu rong chơi thì cũng phải bảo má má một tiếng chứ. Mi bỏ cửa bỏ nhà ra đi bất lâu, nay mới vác mặt trở về. Ta phải cho Mi ăn một bữa lươn mới được, thằng chó con còn chưa biết là ta ghê gớm ư. Cho ăn lươn tức là dùng roi vọt đánh vào cho đít nổi làn lên, vì tiểu bảo lâu nay không ăn lươn, nghe mụ nói vậy không nhịn được phải phi cười. Vì Xuân Phương cũng cười theo, mụ rút khăn tay lau những vết lem luốc trên mặt vi tiểu bảo ngủ lau mấy cái rồi cúi đầu nhìn xuống thấy tâm áo đoạn mới của mình vạt trước có nước mắt làm cho hoen ố, lại thêm vết cho than ở mặt vi tiểu bảo dính vào làm cho dơ bẩn. Bất giác mụ sót ruột giơ tay lên tát một cái thật mạnh vào má vi tiểu bảo. Mụ vừa tát vừa mắng, đây là tâm áo mới của ta may vào dịp Tết năm ngoái. Ta chưa xỏ tay được mấy lần mà thằng chó con về đây làm hại ta. Áo dơ bẩn thế này, ta lấy gì mặc để tiếp khách? Vì tiểu bảo thấy mẫu thân thương tiếc tấm áo mới, bà nổi giận đùng đùng, mặt đỏ lên trông phát khiếp. Gã liền cười nói, má má ơi, vẻn vẹn chỉ có một tấm áo có chi đáng kể mà má má phải đau xót. Để sáng mai hải ngu đi may cho má má cả trăm bộ áo mới mà bộ nào cũng đẹp gấp 10 cái này. Vì Xuân Phương tức giận hỏi, thằng chó con đừng ba hoa khoác lác, mi có bản lãnh đếch gì mà nói láo, coi cái thớ mi mà ra ngoài phát tài được, chẳng là lạ lắm ư vì tiểu bảo đáp hải nhi chẳng làm gì mà phát tài nhưng đánh bạc gặp hồi vận đỏ được một món vì xuân phương biết con mình quen thói cờ bạc gian lận nên nghe gã nói vậy cũng tin được vài phần bà nắm tay gã dục đưa đây mi còn để trong người thì chỉ một lúc nữa là lại hết sạch vì tiểu bảo cười đáp chuyến này hải nhi được nhiều lắm phung phí bao nhiêu cũng không hết vì xuân phương lại vung tay lên đánh gã một cái bạt tai vì tiểu bảo cúi đầu né tránh miệng lẩm bẩm thấy người là đánh, bắc có công chúa, nam có lão nương. Gã thò tay vào bọc toan rút ngân phiếu ra thì bên ngoài có người hô hoán. Xuân Phương, khách đang kêu ngươi đó. Ra mau đi, vì Xuân Phương đã được rồi. Bà đến trước bàn phấn soi gương chát lại chút phấn, vừa vội vã chải áo vừa bảo vi tiểu bảo. Ngươi hãy nằm trương xác ở đây chờ lão nương. Lão nương sẽ về ngay để hỏi chuyện. Ngươi, ngươi đừng bỏ đi đâu vì tiểu bảo thấy khóe mất mẫu thân lộ vẻ lo âu sợ gã bỏ đi mất liền cười đáp má má cứ yên tâm hải nhi không đi đâu cả vì xuân phương mắng yêu một câu thằng chó con bà lộ vẻ vui mừng hối hả đi ra vì tiểu bảo kéo chăn trên giường đắp gã vừa nằm một lát thấy vi xuân phương trở vào tay cầm hồ rượu vì xuân phương thấy con vẫn nằm yên trên giường mới yên lòng lại chờ gót ra ngay vì tiểu bảo biết trịnh khắc sảng kêu y thêm rượu đột nhiên gã động tâm cất tiếng hỏi má má có phải khách kêu má má lấy thêm rượu không vì xuân phương đáp phải rồi thằng chó con cứ nằm yên đó lát nữa má lấy đồ ăn đem vào cho vì tiểu bảo vội nói má má lấy nhiều rượu cho hải nhi uống vài tợp vi xuân phương lại mắng con đồ tiểu quỷ còn danh con đã đòi uống rượu bà vừa nói vừa cầm hồ rượu đi vì tiểu bảo vội nhìn qua vách ván thấy phòng bên kia chẳng có ai gã liền chạy ra cửa phòng vào đó mở tủ lấy bình mê xuân tửu của mụ chủ rồi chạy về phòng mình gã mở nắp bình giấu trong chăn bụng bảo giả quân lộn giống trịnh khắc sảng định bỏ thuốc độc vào rượu cho lão gia uống đã thế thì bữa nay lão gia hạ thủ trước cho biết tay chẳng bao lâu vi xuân phương cầm một hồ rượu đầy chạy vào phòng nói muốn uống vài tợp thì uống đi vì tiểu bảo nằm trên giường đón lấy hồ rượu ngồi dậy uống một tờ. Vì Xuân Phương thấy cậu con uống trộm rượu của khách làng chơi, bà không khỏi lộ vẻ tội nghiệp cho gã. Vì tiểu bảo nói, má má ơi, trên mặt má má có vết nhỏ rất lớn. Vì Xuân Phương liền chạy lại trước gương soi. Vì tiểu bảo cầm hồ rượu chui vào trong chăn để pha nửa bình mê Xuân tửu vào. Vì Xuân Phương soi gương ngó thấy mặt mình vẫn sạch trơn, chẳng có vết cho than gì hết liền biết ngay là cậu con đánh lừa cho mình quay đi chỗ khách đặng gã uống lén vài tợp lớn. Bà xoay mình lại vừa đoạt bình rượu vừa mắng vi tiểu bảo, thằng quỷ con trong bụng lão nương chui ra mà còn lừa được cả ta. Hừ, trước kia ngươi không biết uống rượu, mới ra ngoài đua đòi ít ngày đã học được hết mọi thói xấu. Vì tiểu bảo nói, má má ơi, vị tiểu tướng công đó tính nết cáu kỉnh má má phải nói sao cho hắn uống thêm mấy chung để hắn say khướt không nói gì được nữa rồi má má hãy gạ đại tướng công mà lấy tiền thì dễ dàng hơn vì xuân phương đáp đây là nghề làm ăn của lão nương cái trò này lão nương còn lạ lắm hay sao mà ngươi phải chỉ giáo tuy bà nói vậy nhưng trong bụng cũng cho là cậu con nói phải bà tự nhủ thằng chó con về nhà là một việc đáng mừng rất lớn ta cầu cho những thằng ôn vật kia đừng bắt ta bồi tiếp suốt đêm để lão nương còn về phòng trò chuyện với gã. Vì tiểu bảo nằm trên giường có lúc phẫn nổ, có lúc lại đắc ý nghĩ thầm, lão gia thật là người có phúc tướng, thằng giặc thối tha họ trịnh kia kiếm nơi nào chẳng kiếm, lại dẫn xác vào đây định làm cha hờ của lão gia. Bữa nay ta phải chém hắn một đao rồi dùng hóa thi phấn làm cho tan xác. Vì tiểu bảo tiếp tục ngẫm nghĩ, bôi hóa thi phấn vào chỗ vết thương của trịnh khắc sảng rồi chẳng mấy chốc xác hắn biến thành một vũng nước vàng. A Kha tỉnh dậy trông thấy tông tích ca ca chẳng hiểu hắn bỏ đi đâu. Dù thị có nghĩ vỡ đầu ra cũng không đoán được vụ này. Bất giác gã lầm bẩm: mẹ kiếp, thị la gọi mấy tiếng, ca ca, rồi cũng thôi chứ làm gì. Gã nghĩ tới đây trong lòng cao hứng lại bỏ dậy lần đến phía ngoài cam lộ sành giòm vào thì thấy trịnh khắc sảng vừa uống cạn một chung rượu. Còn A Kha nâng chung nhấp từng chút một, vì tiểu bảo cả mừng. Gã thấy mẫu thân cầm hồ rót rượu vào chung cho trịnh khắc sảng thì hắn xua tay giúp ra đi, ra đi, không cần cô chầy trực ở đây nữa, vì Xuân Phương giả một tiếng, đặt bình rượu xuống. Tay bà cầm một đĩa giò heo lấy tay áo che đi. Vì tiểu bảo cả mừng lẩm bẩm thế là ta được ăn giò heo rồi. Gã hối hả chạy về phòng. Chẳng bao lâu Vi Xuân Phương cầm đĩa giò heo tiến vào cười nói, thằng chó con kia, mày đi chết sấp ở bên ngoài làm gì có những thứ này mà ăn. Bà cười hì hì ngồi xuống giường, ngó cậu con ăn thịt ra vẻ ngon lành, bà cảm thấy sung sướng hơn là chính mình được ăn. Vì tiểu bảo hỏi, má má, má má không uống rượu ư? Vì Xuân Phương đáp, ta đã uống trước mấy trông rồi, bây giờ uống nữa sợ say để mày lại chuồn mất. Vì tiểu bảo tự nhủ, không làm cho má má say ly bì thì mình không làm được việc. Gã liền nói, má má, lâu này Hải Nhi không được ngủ với má má đêm nay má đừng ra bồi tiếp mấy thằng ôn đó, ở nhà với Hải Nhi. Vì Xuân Phương cả mừng, cậu con bà quyến luyến bà như vậy là hồi gã mới chừng 7, 8 tuổi. Bà cho là gã lưu lạc bên ngoài bị cực khổ nhiều mới nhớ tới sự ấm cúng được kề cận mẫu thân. Bất giác bà hoan hỉ cười nói, đêm nay má má ngủ với thằng chó con tiểu bảo vi tiểu bảo nói, Hải Nhi ra ngoài mà lúc nào cũng nhớ tới má má. Má má lại đây để Hải Nhi cởi xiêm y cho cách nịnh hót của vi tiểu bảo đối với hoàng đế, giáo chủ, công chúa, sư phụ cực kỳ hiệu nghiệm, bây giờ gã đưa ra đối phó với mẫu thân dĩ nhiên càng thu nhiều kết quả. Vì Xuân Phương thường thường phải bồi tiếp khách làng chơi, tay bọn đàn ông sờ lên mình bà, bà coi chơi như đá gỗ, nhưng bàn tay của cậu con thò vào cởi khuy áo mình, bất giác toàn thân bà nhủn ra, bà nổi lên chàng cười khanh khách. Vì tiểu bảo cởi áo cho mẫu thân rồi toan lần cởi dây lưng. Vì Xuân Phương ồ lên một tiếng khẽ đập vào tay gã một cái, cười nói, để ta tự cởi lấy. Đột nhiên bà cảm thấy thẹn thùng liền chui vào trong chăn để cởi quần. Cởi rồi bà cầm quần bỏ lên trên chốc đống chăn. Vì tiểu bảo sờ lấy hai đĩnh bạc ba chục lạng nhét vào trong tay mẫu thân nói, má má ơi, cái này hải nhi biếu má má đấy. Vì Xuân Phương mừng quá đến chảy nước mắt ra nói, má má, cất giữ chờ mấy năm nữa lấy vợ cho ngươi vì tiểu bảo nghĩ bụng mình lấy vợ rồi con gì gã thổi tắt đèn đi và dục mẫu thân má má ngủ lẹ đi hải nhi chờ má má ngủ rồi mới ngủ xong vì xuân phương vừa cười vừa mắng yêu thằng chó con người thật là lắm cho. rồi bà nhắm mắt lại vì xuân phương bận bã suốt ngày lại uống mấy chung rượu bà thấy con về càng mừng vui khôn xiết trong lòng thư thái chẳng mấy chốc đã đi vào giấc ngủ vì tiểu bảo nghe tiếng ngáy đều liền lén gión rén bước xuống tiến ra cửa. Bỗng gã động tâm lại quay vào cầm xiêm y của mẫu thân liệp lên đỉnh màn. Gã nghĩ bụng, lát nữa má má có hồi tỉnh nhưng không có quần áo mặc là chẳng thể chạy đi bắt ta. Gã đến bên ngoài cam lộ sành giòm và thấy trịnh khắc sàng nằm ngửa trên ghế, còn A Kha ngồi gục xuống bàn. Cả hai đều không cử động, vì tiểu bảo mừng rỡ khôn cùng. Gã đứng chờ một chút vẫn chẳng thấy hai người có động tĩnh gì liền lèn vào phòng, xoay tay toan đóng cửa. Nhưng gã lại nghĩ ta không nên đóng cửa vội, nếu thằng lòi kia giả vờ thì ta hết đường tháo chạy gã nghĩ vậy chỉ khép hờ, rồi thò tay vào ống giày rút dao chùy thủ ra cầm tay, bước lại gần. Gã đưa tay ra đầy trịnh khắc sảng thấy hắn vẫn không nhúc nhích, mới tin chắc là gã hôn mê bất tình. Gã lại đầy a kha, cô chỉ ú ớ mấy tiếng chứ không mồi dậy vì tiểu bảo tự nhủ thì uống ít rượu quá, e rằng chẳng bao lâu sẽ tỉnh lại thì thật nguy hiểm cho ta. Gã cài dao vào ống giày, dựng cô dậy, A Kha hai mắt nhắm cầy cày, miệng u ớ, ca ca, tiểu muội không thể uống được nữa rồi. Vì tiểu bảo khẽ nói, hảo muội muội, dáng uống chung này đi, gã rót rượu đầy vào chung, tay trái cậy miệng cô ra rồi dốc rượu vào. Hồi 188 trên đời được mấy anh hùng chặt tay vì tiểu bảo đổ mê xuân tửu vào miệng a kha thấy cô hồ đồ nuốt xuống hết gã lẩm bẩm lão gia đã cùng cô làm lễ bái thiên địa lại không chịu động phòng hoa trúc mà lần đến làm gái điếm ở lệ xuân viện để lão gia làm làng chơi chim chuột nhau thật là hèn hạ a kha vốn là người rất xinh đẹp bây giờ cô say rượu vẻ kiều diễm càng lồ lộ dưới ánh đèn vì tiểu bảo dạo rực trong lòng chẳng còn đầu óc nào nghĩ tới chuyện hạ sát trịnh khắc sang Gã ôm ngang lưng A Kha chạy vào trong gian phòng lớn bên cạnh cam lộ xanh. Căn phòng này dùng để tiếp khách ngủ đêm ở lệ xuân viện. Trong phòng có kê một cái giường lớn rộng đến 6 thước. Trên giường đầy đủ chăn thuê đệm gấm cực kỳ hoa lệ. Vì tiểu bảo khẽ đặt A Kha xuống giường, gã trở ra nhà khách sành lấy cây đèn nến vào đặt xuống bàn cạnh đầu giường. Gã thấy A Kha sắc mặt hồng hào, bất giác trái tim đập loạn lên gã cúi xuống cởi trường bảo cô cho lộ tấm áo lót mình màu biếc lợt. Vì tiểu bảo thỏ tay toan cởi khuy áo lót mình thì đột nhiên nghe phía sau có tiếng bước chân vang lên. Một người hùng hục xông vào, vì tiểu bảo toan quay đầu nhìn lại thì thấy bím tóc bi giết chặt. Trái tai cũng đau nhói lên, gã lại bị vi xuân phương túng được rồi, vì tiểu bảo khẽ nói, má má, buông hải nhi ra, lẹ lên, Vì xuân phương thoá mà, thẳng nhãi còn khốn kiếp chúng ta tuy nghèo nàn nhưng không được phá hoại lề luật trong viện cả chín kỹ viện lớn trong thành dương châu chẳng có viện nào có người ăn cắp tiền của du khách người muốn tốt thì ra ngay vì tiểu bảo vội đáp hải nhi không ăn cắp tiền của người ta vì xuân phương kéo mạnh bím tóc và cố sức lôi gã về phòng miệng bà tiếp tục mắng chửi người không lấy cắp tiền bạc khách thì cởi y phục của người ta làm chi mấy chục lạng bạc này nhất định là tiền ngươi ăn cắp ta chịu cực làm ăn lấy tiền nuôi ngươi khôn lớn, không ngờ ngươi lại trở nên một tên trộm cắp, bà vừa đau xót vừa hổ thẹn trong lòng, không ăn được giọt ngọc sụt sùi nhỏ ra. Bà lại cầm hai đỉnh bạc quẳng xuống đất ra chiều tức giận vô cùng, vì tiểu bảo khôn bề giải thích, nếu gã nói du khách này là gái giả trai và thực tình là vợ của mình thì là một câu chuyện rất dài, hay là gã nói thế nào cũng chẳng thể làm cho bà tin được. Gã liền hỏi lại tại sao Hải Nhi lấy cắp tiền của người ta. Má má hãy coi đây, bên mình Hải Nhi có biết bao nhiêu là bạc. Gã rút ra một tập ngân phiếu dày cổm, nói tiếp má má, Hải Nhi đưa cho má cả số tiền này sợ má chết khiếp nên Hải Nhi định đưa dần dần cho má từng ít một. Vì Xuân Phương thấy tập ngân phiếu đến mấy chục tờ mà tấm nào cũng hàng trăm lạng trở lên. Bà sợ quá dương cặp mắt thao láo ra ngó vì Tiểu Bảo nói, thằng, thường giặc con này mi mi không lấy của hai vị tướng công đó thì tiền đâu mà nhiều thế mi có đi được thai hàng chục kiếp làm quân khốn nạn cũng chẳng bao giờ được tới số bạc này mi có đi trả người ta lẹ lên không bà ngừng lại một chút rồi tiếp chúng ta làm ăn ở trong viện mà có tài thì muốn lừa gạt người ta lấy hàng chục vạn cũng được nhưng phải do chính người ta cam tâm tình nguyện dâng cho mình mới nhận còn đi ăn cắp của người ta thì dù là chỉ một lạng bạc nhị lăng thần cũng quyết chẳng dung tha kiếp sau làm người tất bị đẩy vào kiếp phong trần như hiện nay. Tiểu bảo con ơi, má má nói thế là vì sự lợi ích cho ngươi, mấy câu sau bà nói bằng giọng ôn nhu. Rồi bà hỏi, sáng mai người ta thức dậy thấy mất số tiền lớn này khi nào chịu bỏ qua mà không làm ầm lên. Các công sai ở nha môn mở cuộc điều tra sẽ bắt ngươi đi đánh đập cho đến nát thịt giữa ra, liệu ngươi có chịu nổi chăng? Tiểu bảo ngoan ngoãn của ta ơi, chúng ta không thể lấy của người ta nhiều tiền như vậy vì tiểu bảo nghĩ bụng má má yên trí là ta ăn cắp thì ta có nói gì đi nữa trong lúc nhất thời người cũng không hiểu được không khéo còn làm ầm ĩ đến tai mụ trù và bọn rùa đen mọi người rối loạn cả lên thì vụ này thật nát bét trong lòng xoay chuyển ý nghĩ tìm ra chủ ý gã liền đáp được rồi được rồi hải nhi làm theo lời má má gã dắt tay mẫu thân ra cam lộ sành nhét tập ngân phiếu vào trong bọc trịnh khắc sang đoạn gã kéo túi áo mình ra vừa vỗ vừa nói, bây giờ Hải Nhi không còn một lạng bạc nào nữa. Má má yên tâm chưa? Vì Xuân Phương thở phào một cái đáp, hay lắm, hay lắm, phải làm như vậy mới được vi tiểu bào khép cửa sảnh đường lại quay về phòng mình. Bây giờ gã mới nhìn thấy mẫu thân mặc cái quần cũ thì không nhịn được, bật lên tiếng cười hích hích. Vì Xuân Phương co ngón tay lại cốc vào chán Vi Tiểu Bảo một cái rồi mắng gã, ta chờ dậy không thấy quần đâu liền biết là mi bỏ đi làm chuyện xấu xa rồi, bà nói tới đây cũng không nhịn được phải bật cười. Vì Tiểu Bảo đột nhiên la lên, trời ơi, đau bụng quá, sắp đi tiêu ra quần rồi, gã ôm bụng chạy đi, vì Xuân Phương lại sợ gã lại ra cam lộ sành, nhưng thấy gã chạy về phía mấy gian nhà danh ở sau viện bà mới yên lòng lẩm bẩm người có muốn ra nhà hoa sành cùng không qua được mắt lão nương. Vì tiểu bảo chuồn ra cửa ngách chạy về hành viện, tên thân binh gác cổng lại quát hỏi, người xông vào đây làm chi? Vì tiểu bảo nói ngay, ta là khâm sai đại nhân, người không nhận ra ư? Tên thân binh kinh hãi nhìn kỹ lại đúng là khâm sai đại nhân, vội nói, giả dạ, giả, dạ, đại nhân, vì tiểu bảo không chờ gã nói hết lời, rào về phòng gọi dối rít hảo song nhi mau mau giúp ta biến thành khâm sai đại nhân. Gã vừa nói vừa cởi áo ngoài, song nhi trầu trực gã sửa mặt, thay áo rồi cười hỏi, khâm sai đại nhân trá hình phòng đã thám ra được chân tướng chưa? Vì tiểu bảo nói, dò được rồi, bây giờ chúng ta đi bắt người. Cô mặc áo thân binh vào và kêu thêm 10 tên thân binh nữa theo ta. Song Nhi hỏi, có đi kêu bọn từ lão ra không? Vì tiểu bảo nghĩ thầm, trịnh khắc sàng và A Kha đã mê man bất tỉnh nằm ra đất rồi mình chỉ việc đến bắt lấy, không phí một chút hơi sức. Hà tất phải đem theo nhiều người, và lại bọn từ thiên xuyên lại ngăn không cho hạ sát thằng lỏi con thối tha họ trịnh càng làm bận cho mình. Chỉ kêu mấy tên thân binh đi theo là đủ ai phong hăm dọa má má cùng mụ chủ rùa đen rồi. Gã tính vậy liền đáp bất tất phải kêu các vị đó. Song Nhi mặc xong áo thân binh lại hỏi chúng ta kêu tăng cô nương đi có tiện không? Trong đội thân binh chỉ có thị và tăng ngu là gái giả trai hai thiếu nữ này ở với nhau ít ngày đã thành đôi bạn rất thân mật vì tiểu bảo tính thầm muốn ôm a kha về đây e rằng một mình song nhi không làm nổi để hai cô đi khiêng là phải khâm sai đại nhân dĩ nhiên không thể ra tay còn bọn thân binh đều là đàn ông thối tha thì để chúng đụng vào cô vợ thơm tho của ta thế nào được gã liền đáp được lắm cô kêu y cùng đi cho vui nhưng đừng gọi bọn người phái vương ốc tăng nhu vẫn mặc y phục thân binh chỉ trong giây lát cô đã ứng hầu, vì tiểu bảo hướng dẫn hai thiếu nữ và mười tên thân binh trở lại lệ xuân viện. Hai tên thân binh vừa gõ cửa vừa quát tháo, tham tướng đại nhân đã giá lâm, các ngươi mau mở cửa ra nghênh tiếp. Bọn thân binh đã được vi tiểu bảo căn dặn chỉ được nói là tham tướng đến, vì gã cho rằng một tên tham tướng cũng thừa ai phúc để ham dọa mụ chủ đến bọn gia nhân trong kỵ viện. Đập cửa hồi lâu, cánh cửa kẹt mở, một tên gia nô chạy ra hô, có khách đến vì tiểu bảo sợ hắn nhận ra mình không dám nhìn mặt đối phương một tên thân binh quát lớn tham tướng lão gia đã giá lâm sao không kêu mụ chủ ra nghênh tiếc vì tiểu bảo vào tới sảnh đường mụ chủ ra chào nhưng không nhìn vi tiểu bảo mụ nói mời lão gia vào hoa sảnh dùng trà vì tiểu bảo lại nghĩ thầm mụ không ngó mặt ta càng hay có thế mới khỏi nhận ra ta là ai ta cùng không cần gặp má má ta chỉ truyền lệnh cho bọn thân binh khiêng A Kha cùng trịnh khắc sảng đi là xong. Nhưng mụ chủ nổi tiếng là người tiếp khách khéo léo, đối với quan nhà mụ càng cung kính lịch sử. Bữa nay mụ tỏ ra lãnh đảm, nói năng có điều khác lạ, nên gã hơi kinh ngạc. Vì tiểu bảo tiến vào cam lộ sành thấy tiệc rượu hãy còn bừa bãi chưa thu dọn. Trịnh khắc sàng vẫn nằm ngửa trên ghế, gã toan hạ lệnh động thủ thì thấy một người mặc quần áo sang trọng tiến lại nói, vì đại nhân ngài vẫn mạnh khỏe ư? Vì tiểu bảo kinh hãi tự hỏi, sao người này nhận ra được ta? Gã nhìn vào mặt đối phương bất giác giật mình kinh hãi, cúi xuống định rút dao chùy thủ ở ống giày, bỗng cảm thấy cánh tay bị siết chặt. Biết điều thì ngồi yên đây đừng có động võ. Tay trái hắn túm cổ áo vì tiểu bảo sách bồng gã lên rồi liệng xuống ghế. Vì tiểu bảo ngấm ngấm kêu khổ, bỗng nghe xong nhi quát lên một tiếng, thị xông vào cùng người này động thù. Tăng Nhu định sấn vào giáp công thì chàng công tử mặc áo gấm đứng bên liền phóng trưởng đánh tới. Gã khai diễn cuộc chiến với Tăng Nhu, vì tiểu bảo chú ý nhìn lại thì gã công tử đó là gái giả trai, cô tên gọi A Kim Sư Tỷ của A Kha. Người chiến đấu với Song Nhi, thân thể vừa cao vừa gầy, tên gọi Tăng Kết, một vị lạt ma ở Tây Tạng. Lúc này Tăng Kết mặc thường phục, đầu đội mũ, đeo búi tóc giả. Người mặc quần áo sang trọng là vương tử Cát Nhĩ Đan ở xứ Mông Cổ. Vì tiểu bảo tự trách mình, ta thật hồ đồ, hiển nhiên Trịnh khắc sảng đã nói ra miệng có ước hẹn với bọn Cát Nhĩ Đan đến đây tu hội mà sao ta lại không đề phòng. Ta thấy mặt A Kha rồi điên đảo thần hồn, quên cả mình ở họ nào, mẹ kiếp. Đến lão gia họ gì cũng không thì còn trách ai được nữa. Vì tiểu bảo liếc mắt nhìn thấy Song Nhi không địch nổi tang kết, Toàn đứng dậy viện trợ thị, thì người đứng ở phía sau đưa hai tay ấn đầu vai gã bắt gã phải ngồi yên trên ghế. Tiếp theo Song Nhi la lên một tiếng, úi thế Tang Kết đã điểm trúng huyệt đạo ở sau lưng thị, khiến cho thị té nhào." Lúc này Tăng Nhu đang chiến đấu ác liệt với A Kỳ. A Kỳ phóng ra những chiêu thức tinh thâm, nhưng thị nội lực không đủ mãnh liệt, thành ra mấy lần đánh trúng Tăng Nhu mà không đả thương cô được. Tang Kết lại gần, chỉ hai chiêu hắn đã điểm té tăng ngu. Ngoài ra, 10 tên thân binh cũng bị tang kết thu thập, hoặc bị giết, hoặc bị bắt, nằm lăn lóc trong viện ngoài sảnh đường. Tang kết cười khạch khạch, ngồi xuống ghế hỏi, vi đại nhân, lệnh sư đâu rồi? Hắn vừa hỏi vừa giơ bàn tay ta trước mặt vi tiểu bảo. Vi tiểu bảo thấy 10 đầu ngón tay hắn đều cụt mất một đoạn. Mỗi ngón tay có ba đốt, bây giờ chỉ còn lại một đốt dưới cùng. Ngón tay nào cũng ngắn ngủn trông mà phát khiếp vì tiểu bảo la thầm ngày trước hắn lật kinh sách ra coi ngón tay dính phải chất độc của ta gây ra bây giờ ta lọt vào tay hắn nếu hắn trả thù thì chặt mười ngón tay là tử tế lắm rồi ta e rằng hắn còn chặt cả cái đầu này thì thật là hỏng bét tang kết thấy gã sợ hãi đến ngây người ra trong lòng rất lấy làm đắc ý lại nói tiếp vì đại nhân ngày trước ta thấy đại nhân chỉ là thằng trẻ nít không ngờ đại nhân lại là quan lớn trong triều nên có điều đắc tội vi tiểu bảo đác tại hạ không dám ngày trước tại hạ cũng tưởng các hạ bất quá là một vị lạt ma tầm thường ngờ đâu các hạ lại là một đấng anh hùng tại hạ rất lấy làm hối hận đã có điều mạo phạm tang kết hắng đặng một tiếng hỏi sao đại nhân lại biết ta là đấng anh hùng vì tiểu bảo đác đá. cát nhĩ đan điện hạ đây tầm chất kịch độc vào kinh sách định ám hại gia sư nhưng gia sư đã khám phá ra âm mưu của y không dám đụng tay vào các hạ nhất định đòi coi bộ kinh sách đó. Gia sư không sao được phải đưa ra. Đại Lạt Ma ơi, sau khi ngón tay của ngài trúng độc, ngài là một đấng anh hùng quyết đoán ngay được. Lập tức chặt đứt 10 ngón tay ngộ độc. Thật là ghê quá, khiếp quá, gã dừng lại một chút rồi nói tiếp. Tại hạ nghĩ rằng, đâm cổ tự tử còn là việc dễ nhưng tự chặt đứt 10 đầu ngón tay thì từ xưa đến nay chưa có vị đại anh hùng nào dám làm. Vì tiểu bảo đằng hắng nói tiếp ngày trước quan vân trường nổi tiếng là tay dũng cảm, cạo xương trị độc mà không nhăn mặt trong mày. Nhưng lão nhân gia phải để người ngoài cạo xương, giả tỷ lão nhân gia tự chặt ngón tay mình thì quyết không dám. Như vậy đại lạt ma so với quan vân trường khi xưa còn ghê gớm hơn nhiều. Khắp trong thiên hạ từ xưa đến nay chưa thấy có nhân vật nào như vậy, há chẳng là một vị đại anh hùng cổ kiêm hiếm có ư. tang kết cũng biết gã nịnh hót để lão hạ thủ có nhẹ đòn cho phần nào chăng lối tầng bốc này chẳng khác gì năn nỉ xin tha, có điều gã nói như vậy lọt vào tay tang kết, khiến cho hắn cũng khoan khoái trong lòng. Ngày trước tang kết hung hăng chặt mười đầu ngón tay mới bảo toàn được tính mạng, tuy hai tay thành tàn tật và làm cho võ công giảm sút rất nhiều, nhưng hắn nghĩ ngay tối lúc nguy hiểm vạn phần, mạng sống chỉ còn treo đầu sợi tóc mà cương nghị quyết tâm chặt đứt ngón tay để khỏi thiệt mạng, hắn vẫn tự hào về vụ này. Tàng kết hướng dẫn 12 tên sư đệ vào Trung Nguyên để kiếp đoạt tứ thập nhị trương kinh rồi đưa đến kết quả toàn quân tan nát. Cả 12 tên sư đệ đều chết hết. Chính lão lại bị tàn phế hai tay. Như vậy là một thất bại cực kỳ đau đớn. Dĩ nhiên hắn không dám nhắc nhở với người ngoài mà trước nay cũng không ai dám hỏi đến vì lẽ gì hắn chặt 10 đầu ngón tay. Này hắn mới được nghe vi tiểu bảo nhắc tới là lần đầu. Vì tiểu bảo lại nói đại lạt ma tự chặt ngón tay là chuyện phi thường. Điều đáng chú ý hơn nữa là lạt ma cùng vị vương tử mông cổ đổi thù ra bản. Không nhớ tới mối hận hạ độc mình, càng tỏ ra một nhân vật khoan dung độ lượng. Cát nhĩ đàn trước nghe vi tiểu bảo nhắc tới chuyện mình hạ độc vào kinh sách đã khó chịu vô cùng. Bây giờ gã cố ý khêu gợi mối căm tức cho tang kết. Hắn không nhịn được nữa, bèn nói, ta hạ độc để làm hại ngón tay của lạt ma bao giờ. Tên tiểu quỷ kia, người toàn nói chuyện hồ đồ, vì tiểu bảo đáp, ngày ấy điện hạ độc là định hạ sát sư phụ của tại hạ, chứ không phải có ý ra hại lạt ma, nhưng ma đưa lối quỷ đem đường khiến cho lạt ma tổn thương. Cát đó chẳng có chi là đáng kể, nhưng điện hạ đi đâu cũng tuyên bố lạt ma vì chuyện giới đồ mà chặt hết lần này sang lần khác mất cả 10 đầu ngón tay. Như vậy chẳng hóa ra điện hạ coi lạt ma chỉ là cái bị thịt vô dụng ư. Cát nhĩ đan tức giận ngầm lên một tiếng, vùng trường đánh vào mặt vi tiểu bảo. Tang kết giơ tay ra cản lại nói, điện hạ không nên coi đó là chuyện thật, thằng lòi này có ý ly gián chúng ta, để chúng ta tranh chấp nhau. Khi nào mình mắc mưu gã, cát nhĩ đan đáp, đại sư nói đúng lắm, tên tiểu quỷ này chỉ nói láo, thật khả ố, bỗng nghe thanh âm một cô gái cất lên, muốn cho gã hết nhắm mắt nói mò cũng không khó gì. Vì tiểu bảo nhìn về phía phát ra thanh âm thì thấy cô thiêu nữ có cặp lông mày cong vút, khóe miệng như cười mà không phải cười. Thị chính là A Kỳ. Cát nhĩ đan hỏi, kỳ muội có biện pháp gì? A Kỳ toàn đáp thì vi tiểu bảo cướp lời, biện pháp của cô rất vụng về, chẳng có gì đáng kể. Bất quá, cô muốn nói đem cắt lưỡi tại hạ đi là cùng. A Kỳ toàn nói thế thật, không ngờ vi tiểu bảo đã nói ra rồi và gã còn cho đó là biện pháp vụng về khiến cô chưng hừng, không lặp lại được nữa. Cát nhĩ đan nói, ta nhận thấy biện pháp đó rất hay, hay cắt lưỡi ngươi đi rồi sẽ tính, dứt lời hắn rút thanh trường đao đánh soạt một tiếng, thanh đao này hình cánh cung, lấp loáng ánh hào quang. Cát nhĩ đan rút dao ra để trên bàn, tang kết cười hỏi, vì đại nhân, bọn ta biết xa giá đại nhân đến thành Dương Châu nên ước hẹn mấy anh em đến đây tương hội. Đại nhân chuyên tâm làm khó dễ bình Tây Vương khiến đại sự của lão nhân gia đều bị hư hết phò mã muốn trở về vân nam thăm nhà cũng bị đại nhân cản trở đúng không vì tiểu bảo đáp nguồn tin của các vị quả nhiên rất linh thông nhưng chuyến này tại hạ rời kinh hoàng thượng đã dặn tại hạ những điều gì các vị có biết không tang kết nói về điểm này bọn ta cần thỉnh giáo đại nhân vì tiểu bảo đáp đại lạt ma dạy quá lời tại hạ không dám lãnh thụ hai chữ thỉnh giáo có điều hoàng thượng đã nói những gì, tại hạ xin thuật lại, nhà vua nói, vì tiểu bảo, chuyến này ngươi đi công cán dương trao chấm e ngô tam quế đón đường hành thích. May ở chỗ con trai hắn hiện trong tay chấm cũng yên tâm được một phần. Nếu ngươi gặp bất chắc trong trường hợp nào chấm cũng xử tử ngô ứng hùng đúng theo trường hợp ấy. Tỷ như ngô tam quế phái người chặt đi của ngươi một ngón tay thi gã tiểu tử ngô ứng hùng cũng không khỏi cụt một ngón tay bằng ngô tam quế phái thủ hạ đến giết ngươi thì tức là giết con mình. Tại hạ liền tâu, tâu hoàng thượng, con người khác thì nô tài làm được, nhưng làm con ngô tam quế thì nô tài nhất quyết không chịu. Rồi gã nói tiếp, hoàng thượng nghe tại hạ nói vậy liền nổi lên chàng cười khanh khách. Đoạn tại hạ lên đường đi Dương Châu, tàng kết và cát nhĩ đàn đưa mắt nhìn nhau nghĩ thầm, chuyến này ngô ứng hùng đi không thoát, dĩ nhiên ngô tam quế trong lòng rất quý kỳ tang kết hỏi, chuyến này ta cùng vương tử điện hạ đến Dương Châu để kiếm đại nhân. Ban đầu ta tưởng hoàng đế phái đến đây một vị khâm sai, tất nhiên là một nhân vật đáo đề. Ngờ đâu hai ta ở đằng xa ngó thấy thì hóa ra người quen cũ. Cả A Kỳ cô nương đây cũng nhận biết đại nhân, vì tiểu bảo cười đáp bọn tại hạ đã giao hảo với nhau lâu lắm rồi. A Kỳ cầm chiếc đũa trên bàn đâm vào chán hắn hỏi, ai thèm giao hảo với ngươi? tang kết lại cười nói, chúng ta còn ước hẹn với trịnh công tử ở Đài Loan đến đây tương hội để bàn cách đối phó với đại nhân. Không ngờ đại nhân lại tự dẫn thân đến, thế là Hà cát nhĩ đan vương tử Mông Cổ, bình Tây Vương ở Vân Nam, diên bình Vương ở Đài Loan và đạt lai hoạt Phật bên Tây Tạng Hồng Phúc tay trời. Vì tiểu bảo đáp giả dạ, giả, dạ, Hoàng thượng đã chất vấn thủ hạ của vương tử là hãn thiếp ma trong ba ngày, nên ngài đã biết rồi tang Kết và Cát Nhĩ Đan nghe đến tên hãn thiếp ma đều giật mình đứng dậy hỏi. Đại nhân bảo sao? Vì tiểu bảo cười đáp không có chi cả. Hoàng thượng cùng y nói tiếng mông cổ ô lý ô lô. Tại hạ chẳng hiểu câu nào. Sau hoàng thượng thưởng cho y rất nhiều tiền bạc và phái y xuống làm việc dưới chướng quan minh bộ thượng thơ là Minh chân Đại Nhân, tang Kết và Cát Nhĩ Đan Đồng Thanh Dục. Rồi sao sao nữa, vì tiểu bảo đáp ba ngày sau hoàng thượng lại phái tại hạ thôi thúc hắn phải vẽ địa đồ cho lẻ đây thuộc về hành quân bày trận tại hạ chẳng hiểu gì đâu liền tâu tâu hoàng thượng mông cổ và tây tạng là hai nơi khí trời rét quá nếu hoàng thượng phái binh đi chinh chiến thì xin cho nô tài được nghỉ ngơi đến dương châu là đất phồn hoa du ngoạn một phen cát nhĩ đan hỏi có phải đại nhân bảo tiểu hoàng đế muốn phái binh đi đánh mông cổ cùng tây tạng không vì tiểu bảo lắc đầu đáp cái đó tại hạ không hiểu rõ mà chỉ nghe hoàng thượng nói chúng ta cần đối phó với một lão già kia. Nếu Mông Cổ và Tây Tạng giúp đỡ chúng ta, thì chúng ta coi như bạn hữu để chặt bớt tay chân của lão già đó. Tang Kết và Cát Nhĩ Đan đưa mắt nhìn nhau, hai người yên tâm được một chút đều ngồi xuống cả. Cát Nhĩ Đan hỏi về tình hình hãn thiếp ma thì Vi Tiểu Bảo trả lời hình mạo cung cử chỉ không sai chút nào cả. Cả hai người đều lo âu nghĩ thầm, hãn thiếp ma đã đầu hàng nhà Thanh thì những âm mưu của mình không giấu được hoàng đế. Nếu nhà vô hạ thủ trước thì làm thế nào? Vì tiểu bảo cũng xoay chùy ở trong đầu óc hỏi, vụ này biết tính thế nào đây? Hồi 189 bịa chuyện hoang đường mong thoát chết, vì tiểu bảo thấy song nhi cùng tăng nhu đều bị điểm huyệt nằm lăn cành dưới đất. Còn 10 tên thân binh thì quá nửa đã chết nhăn răng. Lần này gã lén đến lệ xuân viện chỉ sợ người ta phát giác ra thân thế bí mật của mình, nên gã không cho bọn từ thiên xuyên, trương dũng, triệu tề hiền hay biết gã coi chừng mình bị băm nát ra tương hay họ đốt làm thịt quay cũng chẳng ma nào đến giải cứu trong lúc bàng hoàng lo sợ chẳng tìm ra được mưu kế gì gã đành nói huyên thuyên còn hơn là ngồi đợi chết hết nịnh tang kết gã quay sang nịnh hót cát nhĩ đan gã nói hoàng thượng nghe nói cát nhĩ đan vương từ xứ mông cổ bản lãnh cao cường anh hùng vô địch rất lấy làm bội phục cát nhĩ đan cười hỏi hoàng đế cũng luyện võ ư tại sao y biết võ công của ta vì tiểu bảo đáp dĩ nhiên hoàng thượng đã luyện võ mà còn là hạng khá nữa. Ngày trước điện hạ thi triển thân thủ ở chùa Thiếu Lâm đã đánh bại phương trượng chùa này. Các vị thù tỏa đạt ma đường, la hán đường, bát nhã đường cong đuôi trốn chạy. Tiểu đệ đem vụ đó thuật kỹ lại cho hoàng thượng nghe. Sự thực hôm ấy các nhĩ đan ở chùa Thiếu Lâm đã phải lần tránh bỏ đi. Bây giờ hắn thấy vi tiểu bảo tân bốc mình ở trước mặt tang kết cũng lấy làm hãnh diện, không khỏi lộ vẻ đắc ý vì tiểu bảo lại nói phương trưởng chùa thiếu lâm là hối thông đại sư bản lãnh đáng kể vào hạng nhất hạng nhì trong võ lâm thế mà vương tử điện hạ chỉ phất tay áo một cái vê khiến y đứng không vững phải ngồi phệt may mà đít y đáp chúng vào bồ đoàn nếu không chắc phải gãy hết xương hông thực ra hôm ấy cát nhĩ đan bị hối thông đại sư phất tay áo hất hắn ngã ngồi xuống ghế không đứng lên được nữa nhưng vì tiểu bảo đã nói ngược lại gã nói rồi lẩm bẩm hối thông sư huynh đối đãi với ta rất tử tế ta là sư đệ y đáng lẽ không được bêu xấu y nhất là không nên bịa chuyện nói láo nhưng bữa này ta gặp phải tai nạn trào máu xem chừng sắc viên tịch đến nơi trước khi qua tây thiên ta đành nói theo thuyết nhà phật không tức là sắc sắc tức là không sư huynh thắng tức là bại mà kẻ bại tức là thắng ngoài miệng gã nói huyên thuyên nhưng trong đầu óc không ngớt nghĩ vơ nghĩ vẫn cặp mắt gã láo liêng nhìn ngang nhìn ngửa, chợt ngó tới A Kỳ. Nét mặt cô ả à này tựa như cười mà không phải cười. Thị đang dương to cặp mắt nhìn chằm chặp vào mặt cát nhĩ đan, lộ ra đầy vẻ tình tứ. Vì tiểu bảo động tâm nghĩ thầm, còn nhãi khả ố kia chắc đang mơ mộng muốn làm vương phi nương nương ở xứ Mông Cổ. Gã liền tán, hoàng thượng còn nói, cát nhĩ đan vương tử võ công đã cao cường, tướng mạo lại thanh tú nếu em muốn lấy vương phi cũng nên kiếm một vị cô nương nhỏ tuổi rong nhan xinh đẹp và võ công phải cao cường mới xứng đáng. Gã nói tới đây liếc mắt ngó trộm A Kỳ, quả nhiên thấy mặt thị đỏ lên, ra chiều chăm chú lắng tai nghe. Gã liền nói tiếp Trần Viên Viên tuy nổi tiếng là đệ nhất mỹ nhân trong thiên hạ nhưng hiện nay đã nhiều tuổi rồi thì cát nhĩ đan hà tất phải cứ lấy y mới được. A Kỳ không nhịn được lên tiếng ai bảo cát nhĩ đan điện hạ đòi lấy Trần Viên Viên ngươi lại nhắm mắt nói mò rồi. Cát nhĩ Đan cũng lắc đầu nói, làm gì có chuyện đó, vì tiểu bảo đáp, phải rồi, tại hà cũng tâu hoàng thượng, khải bẩm hoàng thượng. Nô tài chính mắt được ngó thấy cát nhĩ đan vương tử điện hạ giao hào với một thiếu nữ kêu bằng A Kỳ cô nương. A Kỳ trũng môi lại đánh, chụt một tiếng nhưng mặt thị lộ vẻ rất vui mừng. Cát nhĩ đan cũng nhìn thị cười hì hì, vì tiểu bảo nói tiếp gạch nối chấm chấm chấm. A à kỳ cô nương võ công đáng kể là vào thứ ba trong thiên hạ, tức chỉ kém tăng kết đại lạt ma cùng cát nhĩ đang vương tử điện hạ một chút mà thôi. Tăng kết nghe gã nói đã chán tay, nhưng thấy gã đưa võ công mình lên hàng thứ nhất trong thiên hạ trước mặt hoàng đế cũng khoan khoái trong lòng. Mặc dù hắn biết rõ lời nói của tên tiểu quỷ này mười phần không tin được cả mười, hắn chỉ kịt mũi một tiếng, tỏ ý không tin, chứ không lên tiếng bài bác. Vì tiểu bảo kể tiếp. Hoàng thượng hỏi tại hạ, ngươi lại nói nhăng nói càn, dù vị tiểu cô nương đó võ công cao thâm đến đâu cũng chẳng thể nào hơn được sư phụ của cô. Sao ngươi dám bảo cô này đứng vào hàng thứ ba trong thiên hạ? Tại hạ liền tông, hoàng thượng còn có điều chưa rõ, số là sư phụ tiểu cô nương đó là một ni cô mặc áo trắng. Võ công vị sư thái này rất cao cường, đáng kể vào hàng thứ ba trong thiên hạ nhưng bà ta đã một phen tỉ võ với tang kết đại lạt ma và bị lão nhân gia đánh trúng một trường, bà không chống nổi, bao nhiêu nội lực toàn thân đều bị tiêu tan. Vì thế danh hiệu, thiên hạ đệ tam nhân, bị nữ đồ đệ của vị sư thái đó giành giựt mất. Tang kết liếc nhìn A Kỳ bụng bảo giả, té ra con nhỏ này là nữ đồ đệ của bạch y tiểu Nico mà trước nay ta không nghe ai nói tới, đến bây giờ ta mới biết. E rằng trong vụ này có điều chi ngoắt ngoéo. A Kỳ nghe Vi Tiểu Bảo nói huyệt tệt lai lịch sư phụ của mình ra, trong lòng rất đổi kinh nghi, tự hỏi sao gã lại biết rõ sư phụ ta. Tang kết tuy chưa động thủ với Cửu Nạn, song 12 tên sư đệ của hắn bị chết về tay thầy trò Vi Tiểu Bảo là một điều sỉ nhục nhất trong đời hắn. Bây giờ hắn nghe Vi Tiểu Bảo tuyên bố là nội công của Cửu Nạn bị phát trường của hắn làm cho tiêu tan thì thật là một điều hãnh diện cho hắn vô cùng. Đang kết cùng Cát Nhĩ Đan lúc trước chỉ lo vi tiểu bảo tiết lộ những cái xấu xa của mình, nên muốn giết gã cho lẹ để bịt miệng. Không ngờ vi tiểu bảo lại đưa những phen bại nhục nói thành những trận đại thắng rất vinh quang, nên không vội giết gã nữa. Vi tiểu bảo thấy nét mặt hai địch nhân đã có phần hòa hoãn, gã cũng yên tâm được một chút. A Kỳ cất tiếng hỏi, câu chuyện Trần Viên Viên làm sao? Người hãy nói lại cho các vị nghe, người thiếu nữ lúc ban đầu có tình luyến ái trong lòng không khỏi phập phồng hoạn đắc hoạn thất mà người đẹp nhất trong thiên hạ kia thị đã nghe danh từ lâu thị không hiểu tại sao vi tiểu bảo lại kéo tình lang của mình dính líu đến người đó nên thị muốn hỏi cho vỡ lẽ ngõ hầu chút bỏ mối lo âu canh cánh bên lòng vi tiểu bảo nhân cơ hội này có ý đưa nước đường cho thị liền mỉm cười đáp câu chuyện trần viên viên ư tại hạ khi đến côn minh đã được chính mắt mình trông thấy chẳng giấu gì cô nương là bà ta lớn tuổi hơn tại hạ nhiều nhưng sáu chữ thiên hạ đệ nhất mỹ nhân quả nhiên danh bất hư truyền tại hạ vừa ngó thấy bà ta lập tức linh hồn thoát khỏi hình hài chân tay lạnh ngắt toàn thân run bần bật không hiểu mình đang tỉnh táo hay mơ ngủ lòng tự hỏi lòng sao trong đời lại có người đẹp đến thế được gã ngừng lại một chút rồi tiếp a à, kỳ cô nương sư muội của cô đáng kể và người đẹp hiếm có mà so với trần viên viên vẫn chưa bén gót dĩ nhiên a kỳ đã biết a kha rong mạo phi thường đẹp hơn thị nhiều thị còn hiểu vi tiểu bảo vì a kha mà điên đảo thần hồn thị càng hồi hộp lo rằng những lời gã nói không phải chuyện giả dối nhưng ngoài mặt thị vẫn ra chiều không phục nói ngươi là con quỷ hiếu sắc hễ thấy người kha khá một chút đã tưởng đẹp nhất đời trần viên viên năm nay ít ra cũng bốn chục tuổi dù trước bà có đẹp đến đâu thì ngày nay cũng chẳng còn xuân sắc gì đáng kể nữa vì tiểu bảo lắc đầu quậy quậy đã không đúng không đúng tại hạ nhất định không đồng quan điểm với cô nương về vụ này tỷ như a kỳ cô nương hiện nay bất quá chỉ 18, 19 tuổi dĩ nhiên cô nương đang đẹp lắm người đẹp như cô thì sau đây ba chục năm vẫn không kém bề diễn lệ cô mà không tin thì tại hạ dám đánh cuộc nếu quả 30 năm sau tướng mạo cô không còn xinh đẹp tại hạ xin dâng thủ cấp a kỳ không nhịn được trong lòng cao hứng lộ ra ngoài mặt thị bật lên tiếng cười hích hích. Đã là đàn bà con gái thì khi nghe người ta ca tụng nhan sắc của mình chẳng ai không hà dạ, nhất là khi có người ca tụng sắc đẹp của mình trước mặt tình lang. Huống chi A Kỳ đã có phần tự tin về nhan sắc của mình, chắc 30 năm sau cũng chưa đến nỗi khó coi, vì tiểu bảo chỉ mong thị ưng thuận vụ đánh cuộc này. Do đó gã hy vọng Cát Nhĩ Đan muốn chiều lòng ý trung nhân không giết mình nữa, để sống thêm 30 năm cũng chưa biết chừng vì mình có sống mới kết liễu ai được cuộc ai thua cuộc không ngờ tang kết thắng dặn một tiếng lạnh lùng đáp có điều đáng tiếc là ngươi không còn sống được hết đêm nay dĩ nhiên phương dung của a kỳ cô nương sau đây ba chục năm ngươi không còn diễm phúc được ngó thấy vì tiểu bảo cười hì hì nói cái đó cũng không sao tại hạ chỉ mong đại lạt ma cùng vương tử điện hạ ghi nhớ lấy lời nói tại hạ để ba mươi năm sau biết rằng điều tiên kiến của vì tiểu bảo quả nhiên không lầm là đủ tang kết, cát nhĩ đan, a kỳ, cả ba người không nhịn được đều nổi lên chàng cười khanh khách. Vì tiểu bảo lại nói, tại hạ đến côn minh là việc mới diễn ra ít tháng trước đây. Tại hạ đưa kiến ninh công chúa đến hoàn hôn với con trai ngô tam quế. Vụ này ba vị để yêu biết cả rồi chứ, gã dừng lại một chút rồi tiếp đây nguyên là một đại hỷ sự. Thế mà vừa vào thanh côn minh đã thấy trên đường phố nào cũng có người kêu khóc thảm thiết cứ mấy căn nhà lại đặt một cổ quan tài, những đàn bà con nít mặc hiếu phục xô gai, gào khóc đến thiên sầu địa thảm. Các nhĩ đàn lấy làm kỳ hỏi xen vào, tại sao lại có chuyện lạ như vậy? Vì tiểu bảo đáp chính tại Hà cũng lấy làm kỳ dị, mới hỏi mấy vị quan ở Vân Nam, nhưng không ai chịu nói. Gã cố ý dừng lại để mọi người nóng lòng rồi mới kế tiếp, sau tại hạ mới biết là sáng sớm hôm ấy, Trần Viên Viên nghe tin xa giá công chúa tới nơi chính bà ra khỏi vương cung, thân hành đi nghênh tiếc. Bà vừa ở trong kiệu bước ra mười mấy vạn đàn ông thành côn minh như người phát điên ảo ảo chạy đến xem mặt bà. Họ đều nói là tiên nữ thượng giới dáng phàm trần, họ chen chúc nhau, xô đẩy nhau, giày xéo lên nhau làm chết mấy ngàn mạng người. Ban đầu võ quan và binh sĩ dưới chướng mình Tây Vương còn cố đàn áp để giữ trật tự, nhưng sau họ thấy Trần Viên Viên bất giác buông khí giới thong xuống. Người nào cũng há hốc miệng ra, nước miếng chảy ròng ròng, nhướng mắt chân chân ngó Trần Viên Viên như kẻ mất hồn. Tang kết, các nhĩ đan và A Kỳ nghe vi tiểu bảo bịa chuyện hoang đường, miệng nói thiên hô bách sát, không khỏi nhìn nhau nghĩ bụng, nhất định thằng lòi này bỏ thêm mắm muối vào câu chuyện cho có vẻ đậm đà. Nhưng e rằng Trần Viên Viên quả nhiên mỹ mạo phi thường ai cũng muốn ngó thấy một lần cho trải sự đời. Vì tiểu bảo thấy ba người đã có chút tin tưởng, liền hỏi, vương tử điện hạ, dưới chướng bình Tây Vương có viên tổng binh tên gọi là Mã Bảo. Điện Hạ đã nghe thấy tên này bao giờ chưa? Cát Nhĩ Đan và A Kỳ đều gật đầu, hai người này cùng Mã Bảo đã đến chùa Thiếu Lam, làm gì không quen biết nhau? Cát Nhĩ Đan đáp, ngày ở trên chùa Thiếu Lâm ngươi cũng gặp hắn rồi, vì tiểu bảo nói, có hắn ư, thế mà tại Hạ quên mất. Và ngày ấy tại hạ để hết tinh thần vào vụ vương tử thi triển thần công đánh ngã vị cao tăng chùa thiếu lâm không dành để ngó những người đứng bên nếu còn được giây lát nào đầu óc thư thái lại ngó trộm hoa dung nguyệt mạo của A Kỳ cô nương mấy lần. A Kỳ mím mối tắc lưỡi, nhưng thực ra trong lòng thị rất khoan khoái. Cát nhĩ đan hỏi, mã tổng binh làm sao? Vì tiểu bảo thở dài đáp, mã tổng binh cũng có chuyện Tây Đình, y vâng tướng lệnh của Bình Tây Vương, gãnh trọng trách bảo vệ Trần Viên Viên. Ngờ đâu ưng ngó thấy Trần Viên Viên mấy lần đâm ra mê mẩn tâm thần, bất giác sờ vào tay vừa trắng vừa nhỏ của người đẹp. Sau bình Tây Vương biết chuyện này liền nọc y ra đánh bốn chục côn, chấm chấm chấm, gã ngừng lại một chút rồi kể tiếp mã tổng binh nói lén với người ta, mình sờ vào tay trái Trần Viên Viên đã yên chí là phải mất đầu. Nếu biết sớm chỉ phải đòn bốn chục côn, thì lúc ấy sờ vào tay phải nàng một lần nữa. Dù bị đánh tám chục côn chưa chắc đã chết được gã liếc mắt nhìn trộm ba người rồi kể tiếp bình tây vương dưới trướng có cả thầy mười vị đại tổng binh chín vị kia nghe mã tổng binh nói vậy đều khen phải câu chuyện này cũng đến tai bình tây vương lão liền hạ tướng lệnh từ nay trở đi còn ai sờ vào tay của trần viên viên đều phải chặt cả hai tay con rể bình tây vương tên gọi hạ quốc tương là một trong mười vị đại tổng binh liền kêu thợ làm sẵn hai cái tay giả bằng gỗ hắn nói là lỡ có khi ngó thấy bà nhạc mẫu đẹp như thiên tiên vạn nhất hắn không nhẫn nại được sờ vào tay bà rồi phải tụ hình, chi bằng làm sẵn trước hai tay giả để đến lúc lâm thời khỏi bối rối không làm kịp. Cái đó kêu bằng mình phòng xa để khỏi lo, cát nhĩ đàn nghe gã nói không khỏi ngơ ngẩn xuất thần, miệng há hốc ra. tang kết lắc đầu quầy quậy nói, hoang đường, thật là hoang đường, không hiểu hắn nói mười tên đại tổng binh của ngô tam quế hoang đường, hay là vi tiểu bảo nói chuyện hoang đường. A à, Kỳ hỏi, người đã thấy mặt Trần Viên Viên mà sao không sờ tay mũ? Tiểu Bảo đáp, dĩ nhiên cái đó có phải có duyên cớ. Số là trước khi Tại Hạ đi thăm kiên Trần Viên Viên, Ngô Ứng Hùng đã đến ra mắt Tại Hạ để tạ ơn về việc đưa công chúa đường xa muôn dạm đến Vân Nam hoàn hôn với Y. Y móc trong bọc lấy ra một vật ánh vàng rực rỡ nạm đầy phỉ thúy, mỹ ngọc, hồng bảo thạch. Vật đó là một cái khóa tay bằng vàng. A à, Kỳ hỏi, cái khóa tay làm gì mà chân quý thế? vì tiểu bảo đáp cô nương hỏi đúng lắm, lúc đó tại hạ cũng lấy làm kỳ, hỏi ngô ứng hùng, phò mã đua gì vậy? Sao lại tặng tại hạ bằng món lễ vật này? Bỗng nghe đánh, cách một tiếng, y đã khóa hai tay tại hạ rồi. Ba người ngơ ngác nhìn vi tiểu bảo, gã chậm rãi kể tiếp tại hạ giật mình kinh hải la lên, phò mã ơi! Sao phò mã lại bắt tại hạ? Tại hạ đã phạm tội gì? Ngô ứng hùng nghiêm nghị đáp, thưa khâm sai đại nhân xin đại nhân đừng hiểu lầm sở dĩ tiểu đệ làm như vậy là vì lòng tốt đối với đại nhân bây giờ đại nhân đến ra mắt trần di nương của tiểu đệ nhất định phải khóa tay lại nếu không thì lúc đại nhân ngó thấy di nương cầm lòng không được tức đưa tay sờ soảng đại nhân chỉ sờ tay người một lần thì phụ vương của tiểu đệ nể mặt khâm sai đại nhân có thể chưa hành động gì nhưng ê rằng khâm sai đại nhân sờ một cái rồi không chịu thôi đi lại sờ đến lần thứ hai thứ ba, thứ tư. Khi ấy phụ vương không chịu nhịn được sẽ phạm tội hạ sát khâm sai đại thần. Tại hạ nghe nói sợ quá giật nảy người lên, đành đeo khóa tay đến yết kiến Trần Viên Viên. A à, Kỳ càng nghe nói càng tức cười, thị nói ngay, "Câu này ta nhất quyết không tin. Vì tiểu bảo, thản nhiên đáp. lần sau cô nương đến Bắc Kinh bảo ngô ứng hùng lấy cái khóa vàng đó cho coi. Cô không tin thì cũng phải tin." Cây khoa đó y bảo phải mang theo luôn luôn bên mình đề phòng khi gặp trần viên viên là lập tức đeo vào chỉ chậm một chút tất xảy ra tai vạ khôn lường tang kết hắng dạng một tiếng rồi hỏi trần viên viên là thư mẫu của ngô ứng hùng chẳng lẽ gã cử động vô lễ với mù vì tiểu bảo đáp dĩ nhiên y không dám có cử động vô luân nên mới phải dắt khóa vàng trong mình a à, kỳ hỏi y đến bắc kinh trần viên viên có ở đó đâu việc gì y phải đem khóa đi theo vì tiểu bảo Trưng Hừng nghĩ thầm, thôi chết cha rồi, không khéo phe này mình bị lộ tẩy, những gã xoay chuyển ý nghĩ rất mau, đáp liền, Nguyên Ngô ứng hùng định đến Bắc Kinh rồi trở về Côn Minh ngay lập tức. Y lại kính chỉ là chuyện bất đắc dĩ, chứ không tính chuyện lâu dài. Tang kết trợn mắt lên ngắt lời, thế là ngươi lấy ơn làm thù, người ta cho mượn khóa là rất thân tình, Ngô ứng hùng muốn trốn về Vân Nam, lại bị ngươi cản trở vì tiểu bảo lắc đầu quầy quậy hỏi ngô ứng hùng có ơn gì với tại hạ trái lại giữa hắn và tại hạ có mối thù chẳng đội trời chung tang kết lấy làm kỳ hỏi gã đắc tội với ngươi ở chỗ nào vì tiểu bảo đáp thế mà còn chưa đắc tội ư y cho mượn khóa so với chuyện hạ sát lão gia còn cay độc hơn giả tỷ khi ấy tại hạ không bị xiềng khóa thì tại hạ đã có cơ hội sơ cả đến bộ mặt thiên tiên của trần viên viên rồi hỡi ơi vương tử điện hạ đại lạt ma, tại hạ chỉ cầu được sờ vào mặt trần viên viên một cái dù có phải chết cũng cam lòng. Bất quá ngô tam quế chặt hai tay của tại hạ đi thì đã ăn thua gì? Dù lão có chặt cả hai đùi để làm món tuyên oai hỏa thoái ở Vân Nam, tại hạ cũng không cần. Cả ba người nghe đều ngơ ngác, dường như họ đang nghĩ về tấm dung nhan tuyệt thế của Trần Viên Viên. Họ nghe gã nói mà ngây người ra chứ không cười đùa. Vì tiểu bảo hạ thấp giọng xuống lộ vẻ thần bí khôn lường, khẽ nói, có chuyện bí mật tầy đình, ba vị nghe rồi xin đừng tiết lộ. Đáng lý tại hạ không nên nói, nhưng ít khi gặp được ba vị đàm luận tương đắc, chẳng khác gì bản chi kỷ lâu năm, có nói ra cũng chẳng ngại ngùng gì. tang kết và cát nhĩ đan đồng thanh hỏi, việc gì cơ mật, vì tiểu bảo khẽ đáp, hoàng đế điều binh khiển tướng sắp đánh ngô tam quế, bọn tang kết ba người trông nhau mỉm cười nghĩ bụng, cái đó có chi là cơ mật. Hoàng đế chẳng đánh Ngô Tam Quế thì Ngô Tam Quế cũng giấy binh đánh Hoàng đế. Vì Tiểu Bảo hiểu ý đối phương liền hỏi: các vị có biết tại sao Hoàng thương muốn cất quân xuống Vân Nam? Cái đó mới là khó đoán. A à, Kỳ hỏi: chẳng lẽ cũng vì Trần Viên Viên? Vì Tiểu Bảo đập tay xuống bàn ra chiều kinh dị lạ thường hỏi lại: ô hay, sao cô nương cũng biết được vụ bí mật này? A à, Kỳ đáp: ta chỉ đoán thế thôi vì tiểu bào tỏ vẻ khâm phục nói cô nương quả là nữ gia cát liệu việc như thần cô nương cũng nghĩ đến hoàng thượng đã làm hoàng đế thì còn thiếu gì nữa có chăng chỉ thiếu một vị thiên hạ đệ nhất mỹ nhân gã dừng lại một chút rồi tiếp chuyến trước vì lẽ gì hoàng thượng lại phái một thằng nhỏ là tại hạ đến vân nam sao hoàng thượng không phái một vị đại thần đức cao vọng trọng dày công lao khổ mục đích của hoàng thượng là cho tại hạ đi coi người đàn bà kia có đẹp như người ta đồn đại đồng thời thám thính miệng lưỡi ngô tam quế có chịu đem trần viên viên tiến cống vào hoàng cung hay không trời ơi tại hạ vừa nhắc tới một câu ngô tam quế đã nổi lôi đình đập bàn quát mắng ngươi đưa một nàng công chúa đến mà định đổi lấy phật quan âm của ta chăng này này ta nói cho ngươi hay dù ngươi có đem cả một trăm nàng công chúa đến ta cũng không đổi đâu tang kết và cát nhĩ đan đưa mắt nhìn nhau cả hai cùng cảm thấy mình đã mắc lừa ngô tam quế không khỏi nghĩ thầm, té ra chỉ là chuyện dây dưa đến Mỹ sắc, ngày trước ngô tam quế đã vì tấm hồng nhan mà lông tóc dựng đứng cả lên. Hắn mê trần viên viên dám bán cả giang sơn 300 năm của nhà đại minh. Việc đó thiên hạ đều biết hết, tiểu hoàng đế nhỏ tuổi, quen thói phong lưu, vụ này cũng không ra ngoài tình lý. Vì tiểu bảo la thầm, tiểu huyền tử ơi, ngài là một ông vua, điều, sân, dùi, thang quyết chẳng thèm gì mụ vợ của lão con rùa kia. Nhưng này tiểu quế tử tai nạn lâm đầu, phải nói xấu ngài mấy câu. Xin ngài đừng cho là sự thật, gã thấy tang kết và cắt nhĩ đan vẻ mặt nghiêm trọng, liền nói tiếp tại hạ thấy ngô tam quế nổi giận, không dám nói gì nữa. Khi tại hạ đi vân nam tuy có đem theo mấy nghìn binh mã, nhưng địch sao lại với bọn thủ hạ của ngô tam quế đông như kiến cỏ. Tại hạ đành ngậm miệng ăn tiền là hay hơn hết các vị có nghĩ như tại hạ không? Cát nhĩ đan lầm nhầm gật đầu, vì tiểu bảo lại nó, khi tại hạ còn ở Vân Nam, đang đêm có một người sứ mông cổ tên gọi hãn thiếp ma xin vào ra mắt. Cát nhĩ đan hỏi ngay, hắn cầu kiến ngươi để làm gì? Vì tiểu bảo đáp y nói được vương tử điện hạ phái đến Vân Nam liên lạc với ngô tam quế. Nhưng y coi tình hình ở Côn Minh đã thám ra điều không xứng đáng y còn bảo những nhân vật anh hùng hảo hán xứ Mông Cổ đâu lại vì một người đàn bà đẹp của Ngô Tam Quế mà lao đầu vào chỗ sống chết. Gã ngừng lại một chút rồi tiếp, hãn thiếp ma còn yêu cầu tại hạ đưa lén y về Bắc Kinh để ra mắt hoàng đế. Y đòi được ước nói thẳng cho hoàng đế hay, Trần Viên Viên là gì gì đi nữa cũng chẳng liên can đến vương tử xứ Mông Cổ cùng Đại Lạt Ma xứ Tây Tạng. Cát nhĩ đan vương tử đã có A Kỳ cô nương, không muốn dính đến Trần Viên Viên còn đại Lạt Ma xứ Tây Tạng cũng có, rất nhiều cô rất xinh đẹp ở Tây Tạng. Tang kết lớn tiếng quát, nói lão, chúng ta là Lạt Ma của hoàng giáo, nghiêm thủ hành quy, quyết chẳng tham hoa hiếu sắc. Hồi 190 trong kỹ viện cùng nhau kết nghĩa, vì tiểu bảo vội nói, đó là lời của Hãn Thiếp Ma, chứ không liên quan gì đến tại hạ. Đại Lạt Ma, Hãn Thiếp Ma muốn lấy lòng hoàng đế còn bảo ngài cứ yên tâm, đừng lo đại Lạt Ma tranh cướp Trần Viên Viên chắc câu này thì y nói thiệt. tang kết thắng dạng một tiếng rồi đã để lần sau ta gặp hãn thiếp ma sẽ hỏi lại coi gã nói láo hay là ngươi nói càn làm tổn thương đến danh dự của ta. vì tiểu bảo mừng thầm nghĩ bụng lão còn đợi chất vấn đại lạt ma thì chắc là chưa giết ta ngay. gã liền nói xét cho cùng thì các vị nhất quyết không thể nhìn thấy trần viên viên được mà cũng không nên gặp bà. vậy các vị giúp mô tam quế tạo phản thực tình chẳng được lợi ích gì ai không đeo khóa tay còn có thể lước lấy cái bệnh tâm thần hoảng hốt bắp thịt giật đùng đùng bỗng thấy tang kết vẻ mặt giận dữ gã vội nói tiếp đại lạt ma đã theo chủ thuyết nhà phật sắc là không mà cũng là sắc có thấy mặt trần viên viên dĩ nhiên cũng chẳng động tâm có điều có điều hợi ơi tang kết hỏi có điều làm sao vì tiểu bảo đáp lần trước tại hạ đến côn minh trần viên viên ra ngoài đón tiếp công chứa hàng mấy ngàn người bị chết vì chen lấn giày xéo lên nhau những nhà nạn nhân làm pháp sự không tìm ra được hòa thượng cùng đạo sĩ a à, kỳ ngạc nhiên hỏi tại sao vậy vì tiểu bảo đáp vì rất nhiều nhà sư thấy mặt trần viên viên rồi không khỏi xúc động lòng trần trong một ngày tại thành côn minh có hàng vạn nhà sư hoàn tục đình chỉ việc tu hành cô nương thử nghĩ coi hôm ấy đã nhiều người chết lại hàng vạn nhà sư đột nhiên cởi áo cả xa thì tìm đâu ra được đủ hòa thượng để làm pháp sư bọn cát nhĩ đan ba người nghe nói bán tín bán nghi họ cũng cảm thấy những lời của vi tiểu bảo rất hoang đường nhưng trần viên viên nhan sắc phi thường là một điều chắc chắn không còn ngờ vực gì nữa a kỳ liếc mắt nhìn cát nhĩ đan khẽ nói thành côn minh là nơi lắm chuyện cổ quái tiểu muội không tới đó nữa điện hạ muốn giúp ngô tam quế thì đi một mình thôi cát nhĩ đan vội đáp ai bảo ta đến thành côn minh ta lại không gặp trần viên viên ta nhận thấy a kỳ cô nương của ta cũng chẳng kém gì trần viên viên dứt lời hắn nổi lên chàng cười ha ha a kỳ dịu mặt xuống nói điện hạ bảo tiểu muội chẳng kém gì trần viên viên thì rõ ràng là không bằng mụ dĩ nhiên điện hạ còn so ước được gặp mụ lắm thị đứng dậy nói tiếp tiểu muội đi đường tiểu muội thôi cát nhĩ đan luống cuống vội nói không không ta phái thể có trời đất chứng minh suốt đời quyết không nhìn đến trần viên viên một lần a kỳ đổi giận ra mừng lại ngồi xuống vì tiểu bảo cười nói Vương từ điện hạ quyết không ngó thấy trần viên viên lần nào là phải vì bất luận là ai đã thấy bà một lần cũng cho là chưa đủ rồi ngó thấy cả trăm ngàn lần cũng vẫn chưa đủ cát nhĩ đan tức mình thoá mạ tên tiểu quỷ này chỉ nhắm mắt nói quàng ta đã lập lời trọng thệ vĩnh viễn không bao giờ nhìn mặt trần viên viên nếu ta mà ngó thấy mụ thì lập tức đuôi mù a kỳ trong lòng khoan khoái khuôn tả ngưng thần nhìn hắn một cách tình tứ vì tiểu bảo lại nói, tại hạ đã nghe ngài tiểu hoàng đế vẫn bảo không hiểu hai vị vì lẽ gì lại đi giúp ngô tam quế. Nếu hai vị muốn lấy được trần viên viên thì thật chẳng có biện pháp nào hết. Đúng như vậy, trong thiên hạ chỉ có một trần viên viên, cả tiểu hoàng đế cũng không có. Thử hỏi ngô tam quế ngoài mỹ nữ kia còn có cái gì bằng được tiểu hoàng đế? Tiểu hoàng đế về phương diện nào cũng hơn hẳn gấp 10 là ít hai vị chịu giúp tiểu hoàng đế thì muốn lấy bao nhiêu vàng bạc châu báu cũng có đủ, chỉ Trần Viên Viên là ngài không có mà thôi. Tang kết lạnh lùng nói, Tây Tạng và Mông Cổ dù nghèo nàn, nhưng chúng ta cũng chẳng ham vàng bạc châu báu. Vì tiểu bảo tự hỏi, hai thằng cha này đã không ham vàng bạc châu báu lại không đòi mỹ nữ thử không hiểu họ muốn gì. Trong lòng xoay chuyển ý nghĩ, bụng bảo dạ, phải rồi, tiểu trượng phu chẳng thể một ngày không tiền, đại trượng phu chẳng thể một ngày không quyền vì tiểu bảo lão gia là tiểu trượng phu nên chỉ thích tiền. Còn hai cha này là đại trượng phu chắc chỉ thích uy quyền. Gã nghĩ vậy liền nói, tiểu hoàng đế có bảo tại hạ, cát nhĩ đan mới là một vị vương tử, thật chẳng có chi ly kỳ. Giả tỷ y giúp chấm đánh ngô tam quế thì chấm phòng y làm quốc vương nước mông cổ ngay, cát nhĩ đan hai mắt sáng lên rộ vẻ vui mừng khôn xiết. Hắn cất tiếng run run hỏi, hoàng, hoàng đế nói thật thế ư? vì tiểu bảo đáp hiển nhiên là thật tại hạ lừa dối vương tử điện hạ làm chi tang kết xen vào trong thiên hạ chưa có danh từ mông cổ quốc vương nếu hoàng đế giúp vương tử làm cả một cái cát nhĩ hàn là điện hạ đây cũng đủ thỏa mãn rồi vì tiểu bảo đáp được lắm được lắm cả một cái đó nhất định hoàng đế vui lòng phong ngay gã tự hỏi sao lại cả một cái không hiểu họ dở cho con mẹ nó cả một cái gì vì tiểu bảo miệng không ngớt lẩm bẩm cả một cái là nghĩa gì chẳng lẽ lại còn nửa cái hay sao tang kết thấy mặt gã lộ vẻ ngẩn ngơ đoán là gã không hiểu liền giải thích xứ mông cổ chia làm mấy bộ chuẩn cát nghĩ là một bộ lớn nhất trong đám này vua mông cổ không gọi là quốc vương mà kêu bằng hãn vương từ điện hạ chưa làm đến chức hãn vì tiểu bảo nói té ra là thế hoàng đế cùng hãn thiếp ma nói tiếng mông cổ lý la lý lố hồi lâu mà tại hạ chẳng hiểu gì vương tử điện hạ chỉ cần lập được đại công làm nên cả một cái hãn chẳng khó khăn gì hoàng đế ban ra một đạo thánh trì đồng thời phải mấy vạn binh mã tới nơi thì liệu người mông cổ còn phản kháng được chăng cát nhĩ đan nghe nói cả mừng đáp hoàng đế chịu làm như vậy thì dĩ nhiên vụ này rất dễ dàng vì tiểu bào vỗ ngực nói điện hạ bất tất phải lo lắng gì cứ trông vào một mình tiểu đệ là đủ hoàng thượng chỉ căm hận một mình ngô tam quế a à kỳ cô nương tuy dung nhan nguyệt thẹn hoa nhường nhưng chỉ cần đừng để hoàng thượng ngó thấy là ngài không đến cướp mất đâu gã nhìn lại tang kết nói còn đại lạt ma mà chịu giúp hoàng thượng thì dĩ nhiên hoàng thượng cũng phong đại lạt ma là một chức quan lớn quản trị toàn xứ tây tạng gã không hiểu nhân vật quản trị toàn xứ tây tạng kêu bằng gì nên không dám bạ đâu nói đấy tang kết đáp toàn thể xứ tây tạng do đại lại hoạt phật cai quản hoàng thượng không thể phong chức bừa bãi được vì tiểu bảo hỏi người khác làm được hoạt phật sao đại lạt ma lại không làm được ở tây tạng hiện có mấy vị hoạt phật tang kết đáp ngoài đạt lai hoạt phật còn ban thiền hoạt phật thế là hai vị vì tiểu bảo nói phải rồi cái gì cũng không quá tam ba bẩn vậy số ba là hợp đạo lý cho mọi sự việc bọn ta sẽ thỉnh hoàng thượng phong thêm một vị tang kết hoạt phật hơn nữa tang kết đại hoạt phật cai quản đạt cái gì và ban cái gì hai tiểu hoạt phật tang kết động tâm nghĩ thầm chú nhỏ này bẻm mép nói huyên thuyên nhưng không phải hoàn toàn vô lý lão nghĩ tới đây gương mặt ốm nhát bất giác hiện lên một nụ cười lúc này vi tiểu bảo chỉ cần được thoát chết bất luận đối phương yêu cầu điều gì gã cũng chịu liền huống chi chuẩn cát nhĩ hãn hay Tây Tạng Đại Hoạt Phật chi chi đó chẳng làm cho gã mất một đồng tiền phân bạc, làm gì gã chẳng ưng thuận Vì tiểu bảo nói ngay, không phải tiểu đệ nói khoác đông tiểu đệ đã hiên kế thì mười phần hoàng đế nghe theo cả mười. Hơn nữa hai vị đã chịu giúp hoàng đế đánh mô tam quế, chẳng những hoàng đế chỉ phong thường hai vị mà tiểu đệ lập nên công trạng lớn lao trong vụ này, dĩ nhiên cũng được thăm quan phát tài gã ngừng lại một chút rồi tiếp người ta thường nói, một người làm quan lớn cả họ cùng sang rồng. Tiểu đệ làm quan to tại triều, hai vị lại chia nhau làm quan lớn ở Mông Cổ và Tây Tạng. Tiểu đệ bỗng nảy ra ý kiến là ba chúng ta nên kết nghĩa anh em. Từ nay trở đi cả ba người chung hưởng hạnh phúc, chia sẻ hoạn nạn. Chúng ta không sinh cùng năm, cùng tháng, cùng ngày, nhưng nguyện cùng chết với nhau trong một năm, một tháng, một ngày. Thế là trong thiên hạ ngoại trừ tiểu hoàng đế, chúng ta là ba nhân vật lớn nhất. Khá chẳng hay chẳng đẹp lắp du, gã tính thầm trong bụng cầu thề nguyền được chết cùng năm, cùng tháng, cùng ngày là một điều rất khẩn yếu. Hai người này chỉ gật đầu một cái là không thể giết ta được nữa. Nếu chúng giết ta thì có khác gì họ tự giết mình. Tang Kết và Cát Nhĩ Đan trước khi đến Dương Châu đã điều tra biết rõ viên khâm sai trẻ nít này là nhân vật đệ nhất ở triều đình kề cận Hoàng đế vì gã được dùng ái đến cùng cực, nên thăng quan mau chóng. Bây giờ họ nghe Vi Tiểu Bảo nói, bất giác tâm thần dạo rực, chống ngực đánh thình thình. Cát nhĩ đan vốn chẳng thù oán gì với gã, còn tang kết tuy bị gã làm chết 12 tên sư đệ và lão cũng bị chặt đứt 10 đầu ngón tay thì dĩ nhiên lão hận gã thâu xương. Nhưng tang kết lại nghĩ rằng, bọn sư đệ chết mất rồi, làm gì họ cũng sống lại được nữa đầu ngón tay mình bị chặt không thể lại dài ra bây giờ mình phóng trường đánh chết gã chẳng qua chỉ hạ được một bất hận trong lòng còn mình đi giúp ngô tam quế trong công cuộc tạo phản thì dù có thành công mình cũng chẳng ăn thua gì mấy nếu mình kết nghĩa với chú nhỏ này hành điều ơn huệ thực sự lợi được rất nhiều phương diện cát nhĩ đan và tang kết lắng tay nghe vi tiểu bảo nói rồi đưa mắt nhìn nhau lẩm nhẩm gật đầu vi tiểu bảo mừng quá Gã không ngờ chỉ nói huyên thuyên một lúc mà làm cho hai tên ác nhân phải động tâm. Gã sợ hai người hối hận, vội nói tiếp: Đại ca, nhị ca, nhị tẩu, chúng ta bắt đầu kết nghĩa đi thôi. Nhị tẩu muốn kết bái hay không cũng được, nhưng tiểu đệ cùng hai vị ca ca này quỳ lại thiên địa cho thành một người trong nhà. A kỳ mặt đỏ lên, môi trúng lại. Thị nhận thấy thằng nhỏ này ăn nói thật khiến cho người ta phải vui giả tang kết đột nhiên giơ tay lên vỗ xuống góc bàn đánh chát một tiếng vì tiểu bảo giật mình kinh hãi nghĩ thầm không hiểu lại xảy chuyện gì rồi vì tiểu bảo đang hồi hộp trong lòng bỗng nghe tang kết lớn tiếng vì đại nhân bữa nay đại nhân đã nói vậy bẩn tăng hãy tạm tin lời nếu ngày sau đại nhân ra dạ đảo điên nuốt lời cam kết để vinh thân thì đại gia sẽ bị tan nát nhức góc bàn tay này vì tiểu bảo cười đáp sao đại ca lại nói vậy ba anh em chúng ta hành động vụ này đều có lợi cho mình tiểu đệ mà lừa gạt hai vị thì một đằng từ mông cổ một đằng từ tây tạng kéo quân đến đánh bắc kinh tất hoàng đế nổi lôi đình và chém đầu tiểu đệ hai vị ca ca thử nghĩ coi liệu tiểu đệ có dám làm điều phản phúc với nhị vị không tang kết gật đầu nói vì huynh đệ nói thế là phải ba người liền bày bàn thắp nến quỳ xuống hướng ra ngoài hành lễ kết nghĩa anh em tang kết hơn tuổi làm đại ca thứ nhì là cát nhĩ đan vì tiểu bảo làm tam đệ vì tiểu bảo lại lầy nhị ca đại ca đoạn gã hướng về phía a kỳ khấu đầu miệng không ngớt một điều nhị tẩu hai điều nhị tẩu một cách rất thân thiết gã tự nhủ cô đã làm nhị tẩu của ta thì mai đây ta có đùa cợt cô vợ a kha cô đừng can thiệp vào nữa a kỳ cầm hồ rót bốn chung rượu thị cười nói bữa nay ba vị kết nghĩa chi lan tiểu muội mong rằng từ nay cư xử với nhau hữu thủy hữu chung và làm nên sự nghiệp lớn lao. Tiểu muội kính mời ba vị một chung, tang kết cười đáp chung rượu này dĩ nhiên chúng ta phải uống cạn. Lão nói rồi cầm chung rượu dơ lên miệng, vì tiểu bảo vội la lên, đại ca hãy khoan, chỗ này là rượu thừa, không được thanh khiết. Chúng ta kêu họ đổi rượu mới, gã liền lớn tiếng hô, người nhà đâu, lấy rượu ra đây mau, bỗng cho người gã ngấm ngầm lấy làm kỳ tự hỏi, trong lệ xuân viện đã xảy ra chuyện gì? Sao mình gọi mãi mà chẳng thấy ai vào hầu hả? Rồi gã tự ngủ, phải rồi, ngủ chủ cùng gia nhân thấy diễn ra cuộc xung đột lại giết chết quan binh, nên họ bỏ trốn sạch rồi. Gã nghĩ tới đây bỗng thấy một tên quy nô cúi đầu đi vào, miệng hàm hồ hỏi, "Chuyện gì vậy?" Vì tiểu bảo nghĩ thầm, bọn quy nô trong lệ xuân viện ta đã quen mặt hết. Thằng cha này chắc là mới đến, không biết làm quy nô có lý nào quy nô đối với tân khách lại hồ đồ thế? Phải chăng hắn sợ quá đâm ra ngớ ngẩn, gã liền quát mau đi lấy hai chung rượu, tên quy nô giả một tiếng rồi chờ gót đi ra, vì tiểu bảo nhìn bóng sau lưng hắn, bỗng động tâm tự hỏi, ô hay, thằng cha này là ai? Ta đã thấy hắn lúc ban ngày trong khi thưởng hoa thược dược ở ngoài chùa thiền trí. Sao bây giờ hắn lại đến đây làm quy nô? Trong vụ này tất có điều chi cổ quái, gã ngưng thần ngẫm nghĩ bất giác sợ quá sau lưng toát mồ hôi lạnh ngắt bật tiếng la úi trà rồi nhảy bật lên tang kết cát nhĩ đan a kỳ đều giật mình đồng thanh hỏi chuyện gì vậy vì tiểu bảo khẽ đáp thằng cha đó là một tên võ sĩ cao thủ dưới trướng ngô tam quế đã cải trang vừa rồi chúng ta nói gì nhất định bị hắn nghe hết rồi tang kết và cát nhĩ đan giật mình kinh hãi đáp nếu vậy thì không để hắn sống được vì tiểu bảo nói nhị vị ca ca đừng động thủ vội chúng ta cứ lờ đi như không biết gì. Hãy dò xem bọn chúng có bao nhiêu người và sắp đặt ngụy kế gì. Gã nói mấy câu này, thanh âm bỗng run lên. Nếu tên quy nô này mà là vệ sĩ ngô tam quế cải trang thì gã đã không khiếp sợ đến thế. Nguyên tên quy nô này chẳng phải ai khác là mà chính là Lục Cao Hiên ở Thần Long Giáo. Lục Cao Hiên từ đảo Thần Long theo vi tiểu bảo đến Bắc Kinh và ở với gã lâu ngày. Nhưng hắn hóa trang khéo quá, tướng mạo khác hẳn khiến hắn không nhận ra nữa có điều hắn nhìn bóng sau lưng cảm thấy rất quen thuộc. Ban ngày lúc ở vườn thược dược gã đã ngó thấy mà không nghĩ ra. Bây giờ vi tiểu bảo ở lệ xuân viện lại nhìn thấy bóng sau lưng lần nữa liền biết ngay là có chuyện nhiêu khê, phải tĩnh tâm suy nghĩ mới chợt tỉnh ngộ. Giả tỷ chỉ có một mình lục cao hiên thì không đáng sợ, nhưng vi tiểu bảo đã thấy hắn ở vườn thược dược mà gã lại vô ý tiết lộ nói ra miệng là đến viện lệ xuân nghe hát hắn cũng theo đến đây cải trang thành quy nô thì chắc có cả ủy tôn giả và cao tôn giả đi theo không chừng cả hồng giáo chủ cũng thân hành đến đây nữa vì tiểu bảo đã tính đến chuyện cùng hồng giáo chủ kết nghĩa anh em nhưng gã tự liệu vụ này khó khăn vô cùng không thể làm nổi gã càng nghĩ càng khiếp sợ chán toát mồ hôi nhỏ giọt bỗng thấy lục cao hiên tay bưng khay gỗ trên đặt hai hồ rượu tiến vào hắn cúi gầm mặt xuống đặt hồ rượu trên bàn vì tiểu bảo tự hỏi, hắn cúi đầu xuống là sợ ta nhìn ra chỗ sơ hờ. Hừ, không biết còn bao nhiêu người đi với hắn. Gã liền cất tiếng hỏi, trong viện sao chỉ có một mình ngươi? Mau kêu thêm người đến hầu hạ. Lục cao hiên khẽ âm ừ một tiếng rồi chờ gót lui ra. Vì tiểu bảo khẽ nói, thưa đại ca, nhị ca cùng nhị tông. Lát nữa các vị cứ coi nhãn sắc của tiểu đệ mà hành động. Nếu tiểu đệ đào lòng trắng mắt ra ngừng đầu trông lên, thì xin các vị động thù tức khắc, bao nhiêu người tiến vào cũng giết chết ngay. Bọn này bản lãnh cao cường, chứ không phải hạng tầm thường. Bọn tang kết đều gật đầu ưng thuận, nhưng bụng bảo giả mấy tên vệ sĩ thủ hạ của ngô tam quế bản lãnh có cao cường đến đâu thì đã đáng gì mà phải khiếp sợ đến thế. Sau một lúc lục cao hiên đến bốn tên kỹ nữ vào, chia ra ngồi bên bốn người. Vì tiểu bảo ngó thấy bốn người đều lạ mặt, nhất định không phải là những cô nương trong lệ xuân viện tướng mạo bốn ả à kỳ nữ lại cực kỳ xấu xa ả à thì mắt xếch ả à thì méo miệng nước da vàng khề hay đen nhẻm chỗ lồi chỗ lõm hoặc sưng lên như phù thủng hoặc đầy mặt vết sẹo chằng chịt vì tiểu bảo cười nói những vị cô nương ở lệ xuân viện tướng mạo xinh đẹp quá chừng bỗng thấy ả à ngồi bên tang kết mặt đầy vết sẹo nháy mắt mấy cái vì tiểu bảo thấy mắt thị linh hoạt nhãn thần rất tinh nguyện liền tự hỏi, bốn người nhất định ở thần long giáo đã cải trang, thị đưa mắt ra hiểu cho ta là có ý gì. Gã liền cầm hồ rượu mê xuân tửu đã có sẵn từ trước còn để đó gió cho bốn ả à mỗi cô một chung và nói, chúng ta cùng cạn chung rượu này, ở trong kỹ viện nguyên không có lệ khách rót rượu mời kỹ nữ. Hễ thấy khách cầm lấy hồ rượu là kỹ nữ phải đoạt lấy để rót ra chung mới phải lẽ. Nhưng bốn tên kỹ nữ này cứ ngồi yên cúi đầu vì tiểu bảo rót rượu mà chúng chẳng nói nửa lời vì tiểu bảo nghĩ thầm bốn tên này già làm gái điếm còn vụng về quá gã liền hỏi các cô trầu trực quan khách mà chẳng hiểu lê luật chi hết khách đã rót rượu mời cô phải uống đi chứ gã vừa nói vừa rót thêm rượu vào chung cho lục cao hiên và bảo hắn người mới tới đây thành gia quy nô cũng không biết làm khách mời rượu mà các ngươi không uống khiến khách bực mình thì khi nào còn cho tiền nữa Lục Cao Hiên cùng bốn à tường trong kỹ viện có lề luật như vậy thật, vội đồng thanh đáp dạ, rồi nâng chung rượu lên uống. Vì tiểu bảo cười nói, có thế mới phải chứ. Gã lại hỏi, trong viện còn quy nô và gái điếm nữa không? Người kêu hết ra đây. Chẳng lẽ tòa lệ xuân viện lớn thế này mà chỉ có năm người? E rằng có điều chi cổ quái. À, kỹ nữ mặt vàng ửng nhìn Lục Cao Hiên đưa mắt ra hiệu. Lục Cao Hiên xoay mình đi ra dẫn hai tên quy nô nữa vào. Hắn thất giọng ấm ớ, gái điếm thì hết rồi, Quy Nô còn hai người này. Vì tiểu bảo cười thầm nghĩ bụng những danh từ, gái điếm, Quy Nô, là để cho người khác gọi lúc vắng mặt. Chính mình làm Quy Nô sao lại tự nói ra miệng, gái điếm và Quy Nô, được. Cả những quan khách làng chơi cũng không thể bất lịnh sự đến thế. Ở trong viện người ta phải gọi kỹ nữ và Quy Nô bằng cô nương, chú nhỏ. Ta vừa thử một chút, chúng đã bị lòi đuôi. Hừ hừ. Hồng giáo chủ thần thông quảng đại, thần thông diệu toán cũng chẳng khi nào nghi ngờ đến vì tiểu bảo này lại sinh trường ở lệ xuân viện. Gã liếc mắt nhìn hai tên quy nô mới vào thấy chúng thân thể cao lớn, mập ú, một tên đúng là ủy tôn giả cải trang. Gã vừa nó thấy đã nhận ra ngay, còn một tên nữa phẳng phất như cao tôn giả. Gã tự hỏi cao tôn giả biến thành luồng tịch, vì chất thuốc độc của thần long giáo, mà sao bây giờ lại cao thế kia? nhưng rồi gã lại nghĩ, phải rồi, hắn đã kê gót chân cho cao lên, nếu mình không yên trí từ trước thì chẳng thể nào nhận ra được. Hắn cầm hồ rượu rót vào chung, nhưng chỉ rót một nửa chung thì hồ mê xuân tửu đã hết sạch, chẳng còn lấy một giọt. Gã đành xẻ nửa chung mê xuân tửu ra làm hai và rót thêm rượu mới vào nói, khách mời các người uống rượu ô quy, các người là quy nô hãy uống cạn đi, quỷ tôn giả chẳng nói năng gì nâng chung rượu lên uống liền cao tôn giả tính nóng như lửa, thấy vì tiểu bảo giờ giọng khinh mạn không nhịn được nữa, cất tiếng thoá mạ, chính ngươi là quân tiểu tạp trùng, quân rùa đen, lục cao hiên vội kéo tay áo hắn, quát lên, uống lẹ đi, ngươi dám đắc tội với quan khách ư, ừ, cao tôn giả hóa trang làm quy nô là đã chịu nghiêm lệnh của giáo chủ. Hắn nghe lục cao hiên quát mắng, biết là mình có lỗi, vội nâng chung rượu lên uống cạn sạch. Vì tiểu bảo hỏi, đã đến hết cả chưa? Còn người nào nữa không? Lục Cao Hiên đáp hết cả rồi không còn ai nữa. Vì tiểu bảo lại hỏi, hồng giáo chủ không giả làm quy nô ư? Gã vừa hỏi câu này vừa đảo lòng trắng mắt ra, ngừng đầu trông lên. Bọn lục cao hiên bảy người nghe gã hỏi câu này đều giật mình kinh hãi. Bốn tên kỹ nữ nhất để đứng phát dậy, tang kết đã vận khí chuẩn bị từ trước, vung cả hai tay ra điểm chúng vào huyệt đạo ở sau lưng cao tôn giả và ủy tôn giả.